Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 115. Tông Võ hùng hổ chỉ vào Diệp Quân, hôm nay ta sẽ giết tên này, cho dù là kiếm tông cũng đừng mong giữ được. Diệp Vũ đã nghe Chu Vũ kể hết tiền căn hậu quả trước khi đến đây, nên không thèm nói gì nữa mà phóng một tấm kiếm lệnh lên cao. Quỳnh! Nó hóa thành kiếm quang biến mất ở xa. Diệp Vũ ngoái lại nói với các cường giả sau lưng, đệ tử kiếm tông nghe lệnh, kẻ nào dám manh động, giết chết không luận tội. Giết chết không luận tội. Cô ấy vừa dứt lời, các kiếm tu đã thả ra kiếm thế và kiếm ý hùng hậu dâng tràn như thủy triều. Chữ giáp và các yêu thú thấy vậy thì đanh mặt lại. Bọn chúng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng nếu thật sự phải đánh nhau thì khó mà nói được trước dàn kiếm tu hung hãn này. Mỗi người đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, mà kiếm tông lại là đối tượng đào tạo trọng điểm của vũ trụ quan huyên, cho dù có thẳng thì cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Ai bảo kiếm tông có nhiều vị tay to mặt lớn làm chi? Mấy người đó mà điên lên chạy tới báo thù thì viện trưởng thư viện cũng chưa chắc cản được, lại còn có những người sống từ thời của kiếm chủ nhân gian, viện trưởng bây giờ gặp còn phải cúi đầu chào cô. Đã vậy, chỗ dựa lớn nhất của kiếm tông chính là viện trưởng. Cảm thấy có chút khó nhằn, chữ giáp và các yêu thú đồng loạt nhìn Tông Võ. Chỉ thấy mặt gã khó coi vô cùng. Không ngờ gã đã gọi ba yêu tộc tới rồi mà Diệp Vũ không hề sợ, ngược lại còn càng hăng máu hơn. Một lũ khùng. Tông Võ hít vào một hơi thật sâu, đại kiếm đế, chúng ta không có thủ oán gì với nhà họ Diệp của cô thật sự muốn vì một kẻ ngoại lai mà liều mạng với chúng ta à? Người đang uy hiếp đấy thôi. Không làm gì được kiếm tông, chẳng lẽ cũng không làm gì được nhà họ Diệp các ngươi? Diệp Vũ chỉ nói, giỏi thì đi diệt cả họ nhà ta xem. Sắc mặt Tông Võ trở nên dữ tợn, người thật sự định làm vậy vì một kẻ không quan hệ máu mủ. Diệp Vũ lắc đầu, kiếm tông không hành sự vô lý. Việc gì cũng có đúng sai, nếu thật sự là lỗi của hắn thì không cần thư viện ra mặt, chính kiếm tông chúng ta sẽ không khoan nhượng. Nhưng hắn không sai, hắn bị thiệt thòi trong tỷ thí Vạn Châu. Nếu chúng ta để mặc cho hắn bị hà hiếp thì còn mặt mũi nào đi gặp viện trưởng và kiếm chủ nhân gian. Tông Võ không nói gì, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh như băng. Diệp Vũ, đúng là đúng, sai là sai. Đệ tử kiếm tông hôm nay thà tử trận chứ không lùi bước. Các kiếm tu đứng sau nghe vậy thì đồng loạt bước tới, thả kiếm thế kiếm ý ra khiến cường giả quan huyên vệ lùi bước, trấn áp bảy yêu thú. Tông Võ bật cười, người nói đúng sai. Vậy ta cho ngươi biết. Ngoại các ra lệnh chúng ta đến bắt hắn, chúng ta chỉ thay mặt Tổng viện Thư viện Quan Huyên làm việc thì sai chỗ nào? Diệp Vũ nói ngay, lệnh của ngoại các có vấn đề. Diệp Vũ! Tông Võ gầm lên, ta đã cho ngươi mặt mũi rồi đấy. Diệp Vũ khinh thường, ai cần ngươi cho? Ngay cả tộc trưởng cũng không có tư cách nói vậy với ta. Cô ấy tung người lên, hóa thành kiếm quang biến mất. Kiếm minh vang lên, kiếm quang lao về phía Tông Võ làm gã biến sắc. Gã đang nấp trong cơ thể của Tông Võ thật nên không thể xuất hiện để tung hết sức mạnh, mà có ra mặt thì cũng không đánh lại. Vì đại kiếm đế là những người mạnh nhất vũ trụ quan huyên. Bỗng thấy chữ giáp xuất hiện trước mặt Tông Võ, lấy ra một tấm khiên quan huyên dày cui chặn lại. Quỳnh! Kiếm hạ xuống. Chữ giáp lẫn tấm khiến bay ngược đi mấy trăm trượng. Diệp Vũ lại hóa thành kiếm quang đánh tiếp khi ông ta dừng lại. Chữ giáp biến sắc. Tấm khiên bị kiếm chém vỡ, chữ giáp lùi bước, lại thấy kiếm quang lao tới. Nó nhanh tới nỗi ông ta chỉ thấy nó lóe lên. Sau đó là cảm giác của cái chết cận kề. Đến lúc này ông ta mới thật sự nhận ra đại kiếm đế kinh khủng thế nào. Chữ giáp cũng không ngồi chờ chết mà siết tay lại, triệu hồi thần giáp xuất hiện trên người. Giáp quan huyên. Đây là thứ được tiên bảo các tạo ra riêng cho quan huyên vệ, là bộ giáp tối tân nhất vũ trụ quan huyên, giáp dành cho đại thống lĩnh càng mạnh hơn. Mũi kiếm của Diệp Vũ đâm vào áo giáp của chữ giáp. Quỳnh. Sức mạnh khổng lồ khiến ông ta phải lùi lại vài bước và để lại một vết rạch trên giáp, nhưng nó nhanh chóng lành lại. Chữ giáp vẫn sầm mặt, phát hiện mình đã đánh giá thấp vị đại kiếm đế đến từ thời đại của kiếm chủ nhân gian này. Thật ra Diệp Vũ là một đại kiếm đế vô cùng khiêm tốn,
ít khi nổi giận nên người của vũ trụ quan Huyên hiện nay không có ấn tượng gì nhiều, còn cho rằng cô ấy dễ bị bắt nạt. Nhưng ít ai biết rằng cô ấy đã theo học kiếm chủ nhân gian. Đường kiếm vừa rồi đã là nương tay rất nhiều. Bởi vì chữ giáp tốt xấu gì cũng là quan Huyên vệ, thân vệ của viện trưởng tổng viện nên cô không muốn giết. Chưa đến bước cuối cùng, cô ấy sẽ không ra tay hạ sát người của bên mình. Diệp Vũ chỉ lạnh lùng nói với Tông Võ, người dám ra tay thì đừng trách ta vì sao đại khai sát giới. Lời cảnh cáo sau cuối. Đại khai sát giới. Bỗng có một giọng nói vọng tới từ nơi xa xôi, đại kiếm đế Diệp Vũ, khẩu khí lớn phết. Quỳnh. Đi kèm giọng nói là vũ trụ nơi xa xôi trào khi mấy trăm khí tức hủy thiên diệt địa cuồn cuộn kéo tới. Những người khác ngẩng đầu, nhìn thấy hàng trăm con quái vật khổng lồ. Là rồng. Chúng nó xuất hiện trên bầu trời Thanh Châu, vóc dáng to lớn đến nỗi không gian cũng chẳng chứa nổi. Che khuất cả bầu trời. Khiến toàn bộ Thanh Châu tối sầm. Người dân bên dưới hốt hoảng, ngẩng đầu lên mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Một con rồng cúi đầu xuống, miệng mở ra như muốn nuốt chửng cả vùng đất, cất tiếng nói, không biết đại kiếm đế định đại khai sát giới thế nào. Giết cả tộc Thiên Long chúng ta sao? Tộc Thiên Long. Ba chữ này khiến bốn bề tĩnh lặng. Là gia tộc đứng đầu vũ trụ quan Huyên chỉ sau nhà họ Dương, hoàng thân quốc thích hàng thật giá thật, sở hữu thế lực kinh người vượt xa nhà Nạp Lan. Không ai dám làm bừa trước mặt tộc Thiên Long. Bởi vì có Ngao Thiên Thiên, tộc trưởng đương nhiệm, vợ của viện trưởng, ký khế ước ngang hàng, hưởng chung thần hồn, nhục thân và cảnh giới. Hai người họ là một. Mà Ngao Thiên Thiên còn suýt mất mạng vì Diệp Quân, là một đôi vợ chồng son sắt. Nếu cô ấy sinh con thì viện trưởng thư viện quan Huyên đời sau rất có thể mang một nửa dòng máu tộc Thiên Long. Thử hỏi ai dám đụng đến tộc này? Ai dám làm càn trước mặt họ? Cho dù là thủ phu Lý Bán Chi của nội các cũng phải nể mặt tộc Thiên Long 7 phần, Nạp Lan các chủ cũng nhường nhịn 3 phần. Vì vậy nên tộc Thiên Long trở thành gia tộc phát triển nhanh nhất vũ trụ quan Huyên khi được ưu tiên hưởng vô số tài nguyên và giúp đỡ, hoàn toàn xếp trên các gia tộc khác. Diệp Vũ thấy đối phương là ai thì sầm mặt, tộc trưởng Ngao Thành, ông nhất quyết phải. Ngao Thành ngắt lời cô ấy, đại kiếm đế, tộc Thiên Long chúng ta hôm nay muốn giết tên này, kiếm tông của ngươi có bản lĩnh thì đồ sát chúng ta xem. Sắc mặt Diệp Vũ trở nên xấu xí hẳn. Việt Kỳ thì quay sang nhìn Tông Võ, ngươi là người tộc Thiên Long. Ha ha! Gã điên cuồng bật cười, bây giờ Việt Tông chủ mới nhìn ra à? Ta cho bà biết, tộc Thiên Long sẽ không bỏ qua cho tên này, ai dám cản đường thì chúng ta giết kẻ đó. Có bất kỳ hậu quả gì, chúng ta sẽ gánh hết. Giết! Nghe Tông Võ ra lệnh, các cường giả tộc Thiên Long và quan Huyên vệ không còn kiêng kỵ nữa, đồng loạt nhào về phía Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước đó còn rén chân rén tay, nhưng bây giờ tộc Thiên Long đã đứng ra đảm bảo thì thần chắn giết thần, Phật cản giết Phật, không phải sợ nữa. Việt Kỳ lộ vẻ dữ tợn, vốn không sợ tộc Thiên Long, bà ta bước tới hòng liều chết. Nào ngờ Diệp Quân vẫn luôn im lặng bỗng đi tới, nhắm mắt thì thầm, Tịnh Tông Chủ, chúng ta kết thúc đánh cược tại đây. U. Tiếng kiếm minh vang vọng chân trời. Một thanh kiếm rơi xuống ngay tầm tay hắn. Thanh Huyền. Diệp Quân vừa cầm lấy nó, tu vi và dung mạo đã khôi phục lại bình thường. Bốn bề im lặng như một nấm mồ. Diệp Quân ư. Các quan Huyên vệ, cường giả yêu tộc đang lao tới vội vã thắng gấp. Ai nấy hoảng sợ dương mắt nhìn thanh niên kia, đầu óc trống rỗng. Ngay cả Việt Kỳ, Diệp Vũ và những người khác cũng khó mà tin được. Đây là Diệp Quân. Là viện trưởng. Tất cả hóa đá. Trên cột đá gần đó là Dương Dĩ An và Thím Kiều. Người phụ nữ nhìn xuống dưới với ánh mắt khó tin, cậu ấy. Sợi dây truyền bảo thạch dưới cổ áo Dương Dĩ An sáng lên. Tộc trưởng tộc Thiên Long vừa thấy Diệp Quân thì lập tức khôi phục hình người, sững sờ thốt lên, ngươi. Tông Võ thì như người mất hồn, sao? Sao lại có thể? Gã điên cuồng thét lên, ngươi là giả. Ngươi không phải viện trưởng, chắc chắn là giả, đừng tưởng rằng ngươi biến thành hình dạng của viện trưởng thì ta sợ ngươi. Ngươi đâu, giết hắn, giết. Nhưng không ai vọng động.
Có người hoảng sợ, có người mừng. Bên mừng là Chu Vũ, trong khi ban nãy thấy tộc Thiên Long xuất hiện thì ông ấy còn thấy tuyệt vọng. Tiêu đời rồi. Ông ấy không nghĩ rằng Diệp Dương chính là Diệp Quân, bởi vì nếu là thật thì sao tộc Thiên Long lại không biết, trong khi Ngao Thiên Thiên và Diệp Quân vốn là một. Nào ngờ lại là sự thật. Mọi người có mặt đều nhìn Diệp Quân đầy bối rối. Diệp Quân không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên gọi Ám U. Ám U. Lời vừa dứt, thời không ở chân trời vỡ đôi, để Ám U bước ra. Cung kính thi lễ với hắn, thiếu chủ. Lưu Trung thấy Ám U xuất hiện thì sắc mặt xám xịt, vội vã lui xuống. Đó là Ám U. Truyền thuyết của Tiên Bảo Các, thâu tóm mọi thông tin tình báo, phụ trách việc xử lý phản đồ, nhân vật có tiếng làm người khác sợ vỡ mật. Diệp Quân ra lệnh, điều tra tất cả những ai có liên quan đến tộc Thiên Long, bao gồm ở Tổng Viện, tra ra cho hết. Ám U do dự một thoáng rồi gật đầu, tuân lệnh. Rồi lặng lẽ thối lui. Diệp Quân lại gọi, dì Lý. Giọng hắn rất nhẹ, nhưng khắp Tổng viện Thư viện Quan Huyên đều nghe rõ mồn một. Hàng loạt khí thức hùng hậu phóng lên cao, vọt tới Thanh Châu. Ở chân vũ trụ, Từ Nhu đang miệt mài làm việc thì cảm nhận được điều gì đó, bèn đứng bật dậy. Không lâu sau, đã có rất nhiều cường giả nơi này phá vỡ hư không để đi đến Thanh Châu. Ở Thanh Châu. Thời không quanh kiếm tông sôi trào khi rất nhiều khí thức kinh khủng không ngừng tràn ra. Rắc. Thời không ở nơi nào đó nứt vỡ, để một người phụ nữ bước ra. Là Lý Bán Chi. Theo sau bà ấy là các thành viên nội các và nhiều cường giả cấp cao thuộc Tổng Viện, nhóm Lý Tùy Phong được Diệp Quân chiêu mộ từ Đăng Thiên Vực cũng có mặt. Ngoài ra còn có mấy trăm kiếm tu ngự kiếm tới dưới sự lãnh đạo của kiếm đế Thính Vân. Bên khác là các cường giả chân vũ trụ do Từ Nhu dẫn đến. Từ Nhu nhìn thấy Diệp Quân thì rợn muốn bước tới, nhưng thấy hoàn cảnh xung quanh thì chần chừ đứng lại. Tham kiến viện trưởng. Các cường giả thư viện Quan Huyên đều đồng loạt hành lễ. Thấy Lý Bán Chi đi tới, Diệp Quân hỏi, dì đã biết về những vấn đề trong nội bộ thư viện này rồi đúng không? Bà ấy gật đầu, ta vốn định đợi con rảnh rỗi rồi nói chuyện riêng sau, không ngờ con lại. Đây là lỗi của ta. Diệp Quân lắc đầu, không, là lỗi của con. Tiểu Quân, tộc trưởng Ngao Thành của tộc Thiên Long run rẩy lên tiếng. Diệp Quân không để ý mà quay sang hỏi bác Thiên Đạo, tiền bối phát hiện ra ta từ khi nào. Ông ta cười đáp, chủ yếu là đoán cả. Ta cũng từng tạo ra trật tự nên ta hiểu về nó, lại thấy ngươi có kiếm ý trật tự. Thiên Phú lại đáng sợ đến bất thường như vậy nên mới dùng bản thể xuất hiện để thử xem, mà ngươi cũng phản ứng lại thật. Diệp Quân cười cười, ra là thế. Bác Thiên Đạo hạ giọng, sau sự kiện năm xưa, tộc Bác Thiên chúng ta không gượng dậy nổi, hôm nay không có đất dung thân. Ta cả gan xin tiểu hữu tha tội, cho phép Thư viện Quan Huyên thu nhận tộc ta, để bọn họ được phát triển bình thường. Rồi ông ta hành lễ thật sâu. Diệp Quân gật đầu, chuyện này dễ mà. Lý Bán Chi thấy hắn nhìn sang thì gật đầu, ta sẽ xử lý. Bác Thiên Đạo chân thành nói, cảm ơn nhiều. Năm xưa tộc Bác Thiên thua trận trước Thư viện Quan Huyên, ông ta vẫn luôn dẫn theo số tộc nhân còn lại lưu lạc khắp nơi. Đi ra khỏi vũ trụ Quan Huyên thì càng nguy hiểm hơn, bọn họ không thể sống nổi. Muốn tiếp tục sống chỉ còn cách dựa vào Thư viện Quan Huyên. Nhưng vì chuyện năm ấy mà bọn họ không dám tìm đến đối phương. Thế nên ông ta mới bám vào người một thiếu niên thiên tài, hy vọng có thể đào tạo ra một yêu nghiệt tiến vào Tổng viện để ngày sau lo lót cho cả tộc. Con đường này có thể sẽ vô cùng dài lâu, nhưng ông ta cũng không còn cách nào. Ai mà ngờ lại gặp được Diệp Quân thật. Trời không tuyệt đường họ. Diệp Quân liếc nhìn Tông Võ, chỉ thấy mặt gã trắng bệch như tờ giấy, cả người run cầm cập như phiến lá khô trước gió. Chữ Giáp và các quan huyên vệ cũng mặt cắt không còn hột máu. Lưu Trung và Chu Khưu suýt nữa ngã ngồi ra đất. Người trước thì hối hận tràn ngập, chợt nhớ lại những lời Diệp Quân nói với mình ở Tiên Bảo Các chính là đang cho một cơ hội cuối cùng, vậy mà ông ta còn mỉa mai hắn. Ba yêu tộc cũng đã hối hận xanh ruột. Năm xưa họ lựa chọn sai lầm trong chiến tranh nên suýt bị diệt tộc, nhưng Diệp Quân không tiêu diệt mà cho phép họ đi theo tộc Thiên Long. Đây là một cơ hội trời ban.
nào ngờ bây giờ lại chọn sai phe nữa. Thôi xong. Xong thật rồi. Ba tộc xám ngoét mặt mày. Càng lúc càng có nhiều cường giả tổng viện thư viện đi tới, nào là Diệp Trúc Tân của nhà họ Diệp, An Mộc Cẩn của nhà họ An. Hai người này thấy Diệp Quân thì lộ vẻ phức tạp, không ai ngờ người này chính là viện trưởng cả. Chợt nhớ đến Diệp Quân từng nói gì trong ngôi miếu cũ, An Mộc Cẩn không khỏi lắc đầu cười, khi ấy y còn tưởng hắn nói đùa. Mà Diệp Trúc Tân bây giờ mới hiểu ra vì sao Diệp Quân muốn đến viện kia. Cũng thấy vui mừng vì cho dù trước đó cô ấy cho rằng Diệp Quân có điều mờ ám nhưng vẫn không làm gì quá tuyệt tình. Thật ra cô ấy cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn, vì Diệp Quân đến Diệp Phủ làm công hơn một tháng, lại đến kiếm tông 2-3 tháng. Giá như có thể tiếp xúc và học hỏi từ hắn nhiều hơn thì đã tiết kiệm được trăm năm khổ tu rồi. Chẳng phải An Mộc Cẩn và Phó Cát đều là thế sao? An Mộc Cẩn chậm rãi đi đến, chần chừ mở miệng, viện trưởng. Đường tỷ của ta từ thư viện đến đây chi viện nhưng bị một cường giả lạ mặt chặn đường, ta không biết tỷ ấy thế nào. Diệp Quân gật đầu, liếc sang Lý Bán Chi. Bà ấy lên tiếng, người đâu? Một cường giả lạ mặt xuất hiện sau lưng bà. Lý Bán Chi, về tổng viện nhìn xem. Người kia gật đầu rồi biến mất. Diệp Quân lại nói, hôm nay ta cực kỳ thất vọng. Hắn vừa cất tiếng đã khiến bốn bể yên tĩnh. Diệp Quân, nhưng cũng thấy yên tâm. Hắn nhìn về phía nhóm Việt Kỳ và Diệp Quan Chỉ, các người đã cho ta thấy được hy vọng. Hai người này im lặng không đáp. Viện trưởng. Một giọng nói run run vang lên từ phía sau. Diệp Quân quay lại, thấy một cường giả kiếm tông và Dương Dĩ An đang đỡ Thím Kiều tập tễnh đi tới. Diệp Quân nhìn thấy bà thì chỉ biết cúi đầu. Thím Kiều vừa đến gần hắn thì quỳ xuống. Làm Diệp Quân vội vã đỡ bà dậy thím. Bà nắm lấy tay hắn, cất giọng run run, Phó Cát và ông nhà ta. Liệu họ có được công bằng không? Diệp Quân gật đầu, sẽ được. Hắn đỡ bà dậy rồi quay lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tông Võ, xử tử ngay lập tức. Xử tử. Tông Võ nghe vậy thì biến sắc, dùng bản thể hiện hình ra rồi quỳ mọp xuống, viện trưởng, ta là em họ của Thiên Thiên. Mong viện trưởng nương nhẹ. Ngao Thành cũng dè dặt chen vào, tiểu quân, tộc Thiên Long ta có thể đền bù cho người đã chết kia, không biết có thể đổi lấy một cơ hội cho Ngao Trấn không? Diệp Quân chém đinh chặt sắt, đền bù thế nào? Nếu không có Phó Cát, người chết hôm ấy chính là ta. Ngao Thành tái mặt, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của Diệp Quân thì nuốt xuống. Ngao Trấn đứng phắt dậy, mắt long lên sòng sọc, ta không phục. Gã nói với Ngao Thành, cha đừng xin hắn nữa, con đã nhìn thấu rồi, hắn muốn giết con để thị uy tộc Thiên Long, cầm chân chúng ta lại. Đừng nói con, hôm nay cả tộc ta sẽ không được yên bình. Ngao Thành cả kinh, hốt hoảng hỏi, tiểu quân, ngươi, định xử lý tộc Thiên Long thế nào? Diệp Quân không đáp. Mọi người đều đang nhìn hắn. Kể cả Tỉnh Tông Chủ ở trên cao. Diệp Quân quay sang hỏi Lý Bán Chi, theo quan huyên pháp thì nên xử lý thế nào? Bà ấy chần chừ, ai can thiệp vào tỉ thí Vạn Châu, nhẹ thì hủy tư cách, không cho phép dự thi trong 10 năm, nặng thì lập tức xử tử. Diệp Quân lại hỏi, xem thường quan huyên pháp, công khai khiêu khích quyền uy của thư viện, lạm sát người vô tội, xử thế nào? Lý Bán Chi, tộc Thiên Long xem thường quan huyên pháp, công khai khiêu khích quyền uy của thư viện, muốn diệt khẩu kiếm tông và nội các. Tội nặng tày trời, lập tức xử tử. Ngao Thành nghe vậy thì mặt xám ngoét như cho tàn. Ngao Trấn lại phá ra cười, xử tử, lại là xử tử, viện trưởng ngươi định chu diệt cả tộc Thiên Long sao? Diệp Quân nhìn gã, làm theo quan huyên pháp, xử tử ngay lập tức. Lời này khiến bốn bề sục sôi. Tiểu Quân. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai hắn, sau đó là một luồng sáng trắng lóe lên trước mặt. Từ nơi đó, Ngao Thiên Thiên đi ra. Ngao Thiên Thiên. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, tất cả cường giả của tộc Thiên Long đều không ngờ viện trưởng trước mắt này lại định xử họ tội chết. Trong mắt họ, điều này thật sự hơi khó tin, dù sao họ cũng là mẫu tộc của Ngao Thiên Thiên, cho dù có sai thì cũng không đến mức bị xử tội chết. Nhưng vẻ mặt Diệp Quân nói cho họ biết, hắn đang nghiêm túc. Khoảnh khắc đó, tất cả cường giả của tộc Thiên Long đều không biết làm gì.
phải nói là có chút sợ hãi. Mà khi nhìn thấy Ngao Thiên Thiên, tất cả cường giả của tộc Thiên Long đều vui mừng khôn xiết. Ngao Thiên Thiên là sự đảm bảo cho tộc Thiên Long bọn họ. Chỉ cần Ngao Thiên Thiên ở đây, tộc Thiên Long bọn họ sẽ không chết. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân chậm rãi nắm chặt tay. Ngao Thiên Thiên nhìn cường giả của tộc Thiên Long, trong mắt đầy tuyệt vọng, cô không ngờ tộc Thiên Long lại trở nên như thế này. Ngao Thành gọi, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên khẽ nói, phụ thân, vì sao lại thế này? Ngao Thành thở dài một tiếng, không nói gì. Lúc này, Ngao Trấn đột nhiên nói tỷ, tộc Thiên Long ta làm thế này không phải vì tỷ sao? Ngao Thiên Thiên cau mày. Ngao Trấn nhìn Diệp Quân, viện trưởng, ngài có thể xử tộc Thiên Long ta tội chết, nhưng trước đó ta muốn hỏi ngài hai câu hỏi. Thứ nhất, tỷ của ta theo ngài vào sinh ra tử nhiều năm, tỷ ấy kém hơn Nạp Lan các chủ chỗ nào? Nhưng Nạp Lan các chủ có Tiên Bảo Các, là chủ mẫu danh chính ngôn thuận của vũ trụ Quan Huyên, con của người ấy được mọi người công nhận, chắc chắn sẽ là viện trưởng thư viện Quan Huyên đời tiếp theo, nhưng tỷ của ta thì sao? Đến giờ, tỷ ấy vẫn chưa có danh phận. Diệp Quân cau mày. Im miệng, Ngao Thiên Thiên đột nhiên tức giận quát. Ngao Trấn cũng tức giận, ta không im, tỷ à, tỷ không quan tâm những điều này, nhưng tộc Thiên Long không thể không quan tâm, tại sao tỷ hy sinh nhiều nhất nhưng lại nhận về ít nhất? Năm xưa khi ngài ấy vẫn chưa phải viện trưởng, tỷ mạo hiểm tính mạng giúp đỡ ngài ấy, tộc Thiên Long ta cũng dốc hết sức toàn tộc giúp đỡ, nhưng kết quả thì sao? Nhà Nạp Lan không chỉ có Tiên Bảo Các, còn được vào nội các, quyền thế ngút trời, còn tỷ thì không có gì hết, như vậy có công bằng không? Nói rồi gã đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, viện trưởng, ngài thấy có công bằng không? Diệp Quân khẽ nói, về mặt danh phận đúng là ta nợ Thiên Thiên. Viện trưởng. Lúc này, Lý Bán Chi đi ra, nhìn Ngao Trấn rồi bảo, đây vốn là chuyện nhà ngươi, người ngoài không tiện can thiệp, nhưng ta muốn nói một câu. Ngao Trấn, ngươi nghĩ Thiên Thiên cô nương đi theo viện trưởng không có được gì, nhưng không phải vậy. Ngươi đúng là thiển cận, à không đúng, là cả tộc Thiên Long của ngươi đều thiển cận, ngươi có biết mấy năm nay Thiên Thiên đi theo viện trưởng, ngoài viện trưởng ra, cô ấy là người thăng tiến nhanh nhất cả vũ trụ Quan Huyên. Bây giờ cảnh giới và thực lực của cô ấy mấy ai ở vũ trụ Quan Huyên này có thể so sánh được. Nói xong bà ấy nhìn Ngao Thiên Thiên, Thiên Thiên cô nương, ta nói không sai chứ. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Bao năm nay, cô ấy đi theo Diệp Quân, tốc độ tiến bộ có thể nói là đáng sợ vô cùng, thành tựu của cô ấy đã sớm vượt xa tất cả tổ tiên của tộc Thiên Long các đời trước, cho dù ở vũ trụ Quan Huyên, ngoài một số cường giả của nhà họ Dương và nhà họ Diệp. Cũng ít ai là đối thủ của cô ấy. Lý Bán Chi lại nói, Ngao Trấn và Ngao tộc trưởng, việc làm này của các người thật sự là vì Thiên Thiên cô nương ư. Ta thấy chưa chắc, các người làm vậy chỉ vì ích kỷ cá nhân, bởi vì nếu các người thật sự vì Thiên Thiên cô nương, các người sẽ không làm trái lại, để cô ấy ở giữa phải khó xử. Còn nữa, quyền lợi và danh lợi của các người trong mắt Thiên Thiên cô nương chỉ là phù du. Nếu cô ấy muốn thì với thực lực bây giờ của cô ấy, có thể tạo ra một nền văn minh vũ trụ của mình bất cứ lúc nào. Nói đến đây, ánh mắt bà ấy dần trở nên lạnh lẽo, ta nói những lời này là muốn giành lại sự đồng tình cho Thiên Thiên, coi những điều mình làm là có lợi cho Thiên Thiên cô nương, các người làm vậy thật sự rất khiến người khác đau lòng. Ngao Thiên Thiên. Mặc dù cô ấy hiếm khi xuất hiện ở vũ trụ Quan Huyên, nhưng thật ra danh tiếng của cô ấy ở vũ trụ Quan Huyên vô cùng tốt, bởi vì cô ấy thực sự rất khiêm tốn. Sở dĩ Lý Bán Chi đứng lên bảo vệ Ngao Thiên Thiên, không muốn cô ấy bị tộc Thiên Long kéo xuống nước, trong lòng họ, tộc Thiên Long là tộc Thiên Long, Ngao Thiên Thiên là Ngao Thiên Thiên. Ngao Trấn gằn giọng, tỷ ta thực sự không quan tâm, nhưng tộc Thiên Long ta quan tâm, cả vũ trụ to lớn này, tại sao sau này lại là của nhà Nạp Lan, tỷ ta hy sinh nhiều như vậy, vào sinh ra tử với viện trưởng biết bao nhiêu lần, tại sao tỷ ấy không được làm các chủ và chủ mẫu của vũ trụ Quan Huyên? Tại sao chứ? Ngao Trấn. Ngao Thiên Thiên quát lên giận dữ, huyết mạch long uy mạnh mẽ thoáng chốc chấn áp Ngao Trấn tại chỗ, không thể cử động. Tất cả cường giả của tộc Thiên Long đang có mặt đều run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngao Thiên Thiên hiếm khi thi triển uy áp long mạch với họ, vì thế họ không biết huyết mạch và thực lực hiện tại của Ngao Thiên Thiên đáng sợ đến mức nào. Nhưng lúc này, Ngao Thiên Thiên nổi giận,
họ mới biết thực lực của cô đã đáng sợ đến mức này. Thâu sâu khó lường. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm Ngao Trấn, vẻ mặt lạnh như băng, đây là chuyện của ta và Tiểu Quân, từ khi nào tới lượt đệ khua tay múa chân vậy? Ngao Trấn hung dữ nói, tỷ, ta không phục, ta không phục. Lý Bán Chi bỗng thở dài, tộc Thiên Long, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Bây giờ tộc Thiên Long của ngươi không chỉ thực lực của cả tộc tăng lên rất nhiều, còn được ưu tiên hưởng tài nguyên của vũ trụ quan huyên, địa vị ở vũ trụ quan huyên hiện tại cũng không hề kém hơn tộc Nạp Lan chút nào. Tộc Thiên Long các ngươi muốn con của Thiên Thiên cô nương sau này kế thừa thư viện, các ngươi muốn được kiểm soát thư viện nhiều hơn. Giống như lần này, các ngươi thao túng cuộc thi Vạn Châu, mục đích cuối cùng là muốn thông qua bán yêu tông võ, để gã vào yêu đạo viện, sau đó nhờ sự giúp đỡ của các ngươi, dần dần kiểm soát yêu đạo viện. Nói tới đây, bà lắc đầu, chẳng lẽ các ngươi không biết thư viện là thư viện của viện trưởng, là thư viện của người trong thiên hạ chứ không phải thư viện của tộc Thiên Long các ngươi. Ngao Trấn giận dữ, nhà họ Ngao ta hy sinh nhiều nhất, tại sao không được nhận nhiều hơn nữa? Lý các lão, bà không phải chúng ta nên không hiểu. Lý Bán Chi bình tĩnh nói, tộc Thiên Long các ngươi có hy sinh nhiều bằng ta không? Ngươi đã bao giờ thấy người của nhà họ Lý ta vào thư viện kết bè kéo cánh vì lợi ích bao giờ chưa? Sắc mặt Ngao Trấn vô cùng khó coi, gã đã không còn gì để nói. Người trước mặt là Lý các chủ nắm quyền từ thời kiếm chủ nhân gian đến tận bây giờ, bà chưa bao giờ cho phép người của nhà họ Lý vào thư viện nắm quyền lực cốt lõi. Ngao Thiên Thiên khẽ thở dài, đều là lỗi của ta. Lý Bán Chi nhìn Ngao Thiên Thiên, khẽ nói, Thiên Thiên cô nương, cô đừng tự trách, đây không phải lỗi của cô, bản tính của con người vốn tham lam, cô cũng vẫn còn trẻ, mà mấy năm nay cô vẫn luôn đi theo viện trưởng nên không biết tộc Thiên Long đã làm những gì. Nếu nói là sai thì là thư viện sai, vì chế độ chưa hoàn chỉnh, quan huyên pháp vẫn chưa được thực hiện đến nơi đến chốn, khiến rất nhiều thế gia và tông môn có cơ hội thừa cơ lợi dụng. Trong mắt Ngao Thiên Thiên hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nhìn Diệp Quân nơi cách đó không xa, nhẹ nhàng nói, Tiểu Quân, có thể đừng giết họ không? Cho họ đi lưu đày, không cho họ ở vũ trụ quan huyên nữa được không? Cô ấy biết lần này tộc Thiên Long đã phạm sai lầm lớn. Nhưng cô ấy cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là tộc nhân thân thiết nhất của mình, cô ấy không trơ mắt nhìn họ chết được. Diệp Quân nắm chặt tay, vẻ mặt không cảm xúc, hắn cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quân. Sự sống chết của tộc Thiên Long đều phụ thuộc vào quyết định của Diệp Quân. Trên bầu trời, Tịnh Tông chủ nhìn Diệp Quân bên dưới, đôi mắt cô ta tĩnh lặng như nước, trong mắt không có bất kỳ dao động nào. Nhưng ánh mắt đã dần trở nên lạnh lùng. Lúc này, đất trời đều im lặng. Tim toàn bộ cường giả của tộc Thiên Long đều vọt lên tận họng, giờ phút này họ mới thực sự nhận ra vị viện trưởng này muốn giết mình, nếu Diệp Quân thật sự không nương tay thì hôm nay tộc Thiên Long sẽ chết hết. Mặc dù Ngao Trấn rất kiêu ngạo nhưng giờ phút này gã cũng không dám thở mạnh, gã đã bình tĩnh lại, không dám nói nữa. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân. Cô có thể cảm nhận được hắn đang đấu tranh, rất đau khổ. Cô cũng rất đau lòng. Nhưng, cô thực sự không có lựa chọn nào khác. Phía sau cô, toàn là người thân. Lúc này, Lý Bán Chi thở dài, bà đi ra nói, viện trưởng, tuy tộc Thiên Long phạm sai lầm lớn, nhưng họ cũng từng có công với thư viện, so sánh công tội, có thể miễn khỏi tội chết. Thật ra bà không muốn xin hộ. Bởi vì những việc làm của tộc Thiên Long mấy năm nay thật sự rất quá quát, nhất là lần này, đến cuộc thi Vạn Châu mà cũng dám trắng trợn can thiệp, không chỉ vậy còn dám phong tỏa Thanh Châu, muốn tàn sát kiếm tông diệt khẩu, đến người của nội các mà cũng dám động vào, quan trọng nhất là toàn tộc xuất trận, không hề coi trọng quan huyên pháp, không ngần ngại đối đầu với kiếm tông. Một loạt việc làm này không khác gì tạo phản, không đúng, những việc làm này còn tệ hơn cả tạo phản. Bọn họ đã coi vũ trụ quan huyên là của tộc Thiên Long mình. Tội này có chết cả trăm lần cũng không quá đáng. Nhưng bà vẫn đứng ra. Nguyên nhân đương nhiên là vì Ngao Thiên Thiên, bà không muốn Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên vì chuyện này mà rạn nứt tình cảm, đôi bên đều không vui. Hơn nữa bà cũng nhìn ra được Diệp Quân đang do dự, sở dĩ hắn do dự đương nhiên cũng là vì Ngao Thiên Thiên. Cô nương này theo hắn vào sinh ra tử bao nhiêu năm. Bây giờ hắn lại định giết toàn tộc của cô ấy ngay trước mặt cô ấy. Rất khó xử. Các gia tộc, tông môn xung quanh đều nhìn Diệp Quân,
chờ đợi quyết định của hắn. Giờ này, ngày càng có nhiều cường giả tông môn thế gia tới, Thanh Châu xảy ra chuyện lớn thế này, khiến cả vũ trụ quan huyên đều chấn động. Giờ này, Trấn Tuyết của Trấn tộc cũng bất ngờ đứng ra, cô ta nhìn Diệp Quân, viện trưởng, chuyện này đúng là lỗi của tộc Thiên Long, nhưng họ đã có những đóng góp to lớn cho vũ trụ quan huyên, ta thấy có thể miễn tội chết. Thấy Trấn Tuyết đứng ra, rất nhanh ngày càng có nhiều người đứng ra cầu xin giúp. Dù sao mối quan hệ của tộc Thiên Long ở vũ trụ quan huyên cũng rất rộng, mà lúc này Diệp Quân lại không tỏ rõ thái độ, mọi người đều biết hắn đang do dự, lúc này mọi người đứng ra xin giúp, một là cho Diệp Quân cầu thang đi xuống, hai là có thể khiến tộc Thiên Long nợ mình một ân huệ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Ngày càng có nhiều người cầu xin thay. Lúc này, Thím Kiều bên cạnh Diệp Quân bỗng ngã xuống, bà nhìn Diệp Quân đã dao động, hơi hoang mang và tuyệt vọng. Khẽ nói, vậy nên, con trai của thường dân chết là chết, không quan trọng chút nào phải không? Người Diệp Quân run lên dữ dội, hắn mở mắt, giận dữ nói, theo luật của quan huyên pháp, toàn bộ Thiên Long của tộc Thiên Long có mặt ngày hôm nay đều phải chết, những Thiên Long còn lại của tộc Thiên Long bị đày ra khỏi vũ trụ quan huyên, không bao giờ được về nữa. Quan huyên vệ, lập tức chấp hành, ngay bây giờ. Sắc mặt của tất cả cường giả tộc Thiên Long đều thay đổi đột ngột. Mà lúc này, những quan huyên vệ đó cũng hoàn hồn, đang định ra tay thì Ngạo Thiên Thiên giận dữ quát, dừng lại. Một luồng long uy cường đại nháy mắt bao trùm toàn bộ Thanh Châu. Thấy thế, nhóm quan huyên vệ lập tức không dám hành động nữa, vội nhìn Diệp Quân, nếu là người khác thì đương nhiên họ không sợ, nhưng người này là Ngạo Thiên Thiên, cô cũng là chủ mẫu. Diệp Quân nhìn Ngạo Thiên Thiên, nắm chặt hai tay, run rẩy nói, Thiên Thiên. Ngạo Thiên Thiên nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, Tiểu Quân, ta chưa bao giờ cầu xin huynh điều gì, lần này ta cầu xin huynh một việc này thôi, chỉ một việc này thôi, được không? Cô biết mình cầu xin chắc chắn sẽ bị mọi người khinh thường và ghét bỏ, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, đó là phụ thân của cô, là tộc nhân của cô, là những người thân gần gũi nhất của cô. Diệp Quân nắm hai tay thật chặt, giọng nói run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định chưa từng có, Thiên Thiên. Xin lỗi, chuyện này ta không thể đồng ý với muội được, phó cắt và chú bán thịt không thể chết oan uổng như vậy được, nếu ta không đòi lại công bằng cho thì họ lại chết oan. Trước đây khi ta đến Thanh Châu khiếu nại, ta cũng từng tuyệt vọng, bây giờ ta trở thành viện trưởng, ta không thể để người khác cũng tuyệt vọng như thế được. Ngạo Thiên Thiên nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi, ta biết huynh rất khó xử, nhưng xin lỗi, ta không thể nhìn huynh tàn sát người tộc ta được. Nói xong cô ấy vung tay. Một luồng khí thế khủng khiếp bao trùm toàn bộ cường giả tộc Thiên Long đang có mặt, cô chuẩn bị đưa mọi người tẩu thoát. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân tiến lên một bước, kiếm ý thoáng chốc bao trùm Ngạo Thiên Thiên và cường giả tộc Thiên Long, bây giờ hắn đã khôi phục tu vi, những cường giả của tộc Thiên Long ở trước mặt hắn không hề có khả năng phản kháng. Ngạo Thiên Thiên quay đầu nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy khẩn cầu. Diệp Quân nắm chặt tay, lắc đầu. Ngạo Thiên Thiên vô cùng đau đớn. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm thanh huyên hóa thành kiếm quang bay ra ngoài. Phập. Cách đó không xa, khi Ngạo Trấn còn chưa phản ứng lại thì đã bị kiếm thanh huyên đâm xuyên qua đầu mày. Hai mắt Ngạo Trấn mở to, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, nhưng ngay sau đó gã lại cười, dường như đã được giải thoát. Kiếm thanh huyên sau khi giết Ngạo Trấn vẫn không dừng lại mà tiếp tục hóa thành kiếm quang. Phóng về phía cường giả của tộc Thiên Long cách đó không xa. Tiểu Quân. Ngạo Thiên Thiên quát lên, giây tiếp theo cô ấy biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, cô đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân, hai tay cô ấy nắm lấy vai hắn, kinh hãi nói, để họ được sống đi. Diệp Quân lắc đầu. Ngạo Thiên Thiên tuyệt vọng. Diệp Quân nhìn phía trước, Ngạo Thiên Thiên khóc như mưa, hắn không nói gì, cách đó không xa, kiếm thanh huyên vẫn đang tàn sát tộc Thiên Long. Ngạo Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, cầu xin, Tiểu Quân, ta xin huynh. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Phập. Kiếm thanh huyên xuyên qua đầu Ngạo Thành, ông ta khó tin nhìn Diệp Quân và Ngạo Thiên Thiên nơi xa, khẽ gọi, Thiên Thiên. Nói rồi ông ta từ từ ngã xuống. A. À. Ngạo Thiên Thiên run rẩy, hai tay nắm chặt vai Diệp Quân, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cường giả của tộc Thiên Long đều đã bị giết hết. Ngạo Thiên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, cô không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào hắn,
nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhìn ánh mắt Ngao Thiên Thiên ngày càng xa lạ, tim Diệp Quân như bị dao đâm, đau nhói. Lúc này, Ngao Thiên Thiên chợt chậm rãi buông tay, cô vuốt ve khuôn mặt Diệp Quân, sau đó cơ thể cô và Diệp Quân cùng run lên, tiếp đó từng luồng năng lượng bí ẩn đồng thời tuôn ra từ cơ thể cả hai. Khế ước. Cô ấy muốn chấm dứt khế ước bình đẳng đã ký với Diệp Quân. Diệp Quân run rẩy gọi, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên không nói gì, từ từ nhắm hai mắt lại, cơ thể không khỏi run lên, rất nhanh, linh hồn khế ước của hai người đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Ngao Thiên Thiên phất tay áo, linh hồn khế ước thoáng chốc tan vỡ, hóa thành hư vô. Lúc này Diệp Quân cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại của Ngao Thiên Thiên nữa. Ngao Thiên Thiên quay người bỏ đi. Diệp Quân run run gọi, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên dừng bước, nhẹ nhàng nói, ta đi theo huynh chưa bao giờ mong cầu giàu có, quyền lợi hay đại đạo, ta cũng chưa mong cầu bao giờ, mọi sai lầm đều là do ta sai, vì ta nên tộc nhân của ta mới dám có những suy nghĩ đó, Tiểu Quân, con đường sau này, ta không thể đi cùng huynh được nữa rồi, mà có lẽ huynh cũng không cần ta đồng hành cùng huynh nữa. Nói xong cô ấy đi đến trước thi thể của Thiên Long, nhìn thi thể đầy đất. Nước mắt cô ấy tuôn ra như nước tràn bờ đê. Ngày hôm nay, cô ấy không chỉ mất đi người mình yêu mà còn mất đi người thân thiết nhất với mình. Cô ấy hơi hoảng hốt. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Lúc này Diệp Quân bỗng thấp giọng nói, dì Lý, chuyện lần này con là viện trưởng, con nên chịu tội gì? Lý Bán Chi sửng sốt, bà ấy nhìn Diệp Quân, kinh hãi hỏi, viện trưởng, con. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng bàn tay hắn đầy máu tươi. Diệp Quân khẽ nói, không quản giáo nghiêm, thân là viện trưởng tội càng nặng hơn, nên xử tử. Dứt lời, kiếm trật tự trong tay hắn bỗng run lên dữ dội, giây tiếp theo hai tay hắn cầm kiếm trật tự, đâm mạnh vào ngực mình. Viện trưởng, tất cả những người đang có mặt đều kinh hãi. Cách đó không xa, người Ngao Thiên Thiên run lên, cô quay phát lại nhìn Diệp Quân, vẻ mặt đầy khó tin. Diệp Quân từ từ ngã xuống, lúc này, Từ Nhu và Từ Thụ vội ôm lấy hắn, Từ Nhu nhìn cơ thể và thần hồn của Diệp Quân đang biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hoảng hốt nói, ngươi, sao ngươi ngốc thế, ngươi. Diệp Quân nắm lấy tay Từ Nhu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối bầu trời, nhìn vào mắt Tịnh Tông Chủ, khẽ nói, Tịnh Tông Chủ, thế đạo này rất tàn khốc, rất đen tối, nhưng cũng có những điều tốt đẹp, có rất nhiều người đều đang giữ vững tâm ban đầu của mình. Bù đắp lại cho thế giới chúng ta không thể vì nhìn thấy mặt đen tối mà phủ định tất cả, đương nhiên, ván này cô thắng rồi. Tịnh Tông Chủ cúi xuống nhìn Diệp Quân, không nói gì. Lúc này Thím Kiều chạy nhanh đến bên Diệp Quân, cầm tay hắn khóc nức nở, Tiểu Quân, cậu ngốc thế. Thế giới này giống như bánh bao hấp, ta đã hấp bánh bao nhiều năm lắm rồi, cũng không dám đảm bảo mỗi lồng hấp đều là bánh ngon, lúc nào cũng có vài cái bị vỡ, tuy Tiểu Cát đã chết. Nhưng nó vì cứu cậu mà chết, ta tự hào. Ta thật sự tự hào. Trong phút chốc, một luồng kiếm ý đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể Diệp Quân, trong nháy mắt bao trùm cả Thanh Châu. Khí tức kiếm ý dâng trào điên cuồng. Cách đó không xa, kiếm Thanh Huyền cũng rung chuyển kịch liệt, các ô trên thân kiếm bỗng sáng lên, nhưng chưa dừng lại, khi luồng khí tức kiếm ý ấy đạt đến một mức độ nhất định nó lại sáng thêm một ô nữa. Nhưng vẫn chưa dừng lại. Kiếm Thanh Huyền rung chuyển kịch liệt, khi ô thứ năm sáng lên, một tiếng kiếm ngân rùng rợn cũng vang vọng khắp Thanh Châu, trong nháy mắt, cả vũ trụ quan huyên đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này, kiếm trật tự trước ngực Diệp Quân cũng run lên, sau đó vô số kiếm ý trong không gian quét tới, cuối cùng đổ dồn về phía ngực Diệp Quân như thủy triều. Bùm! Khí tức của Diệp Quân điên cuồng dâng trào. Diệp Quân đưa tay cầm kiếm trật tự trước mặt, kiếm Thanh Huyền cách đó không xa cũng rung chuyển dữ dội, ô thứ sáu sáng lên. Toàn bộ người của Thanh Châu đều cảm nhận được một luồng kiếm ý. Kiếm trật tự, ý chúng sinh. Lúc này kiếm ý của Diệp Quân đã đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Mọi người đều hơi bất ngờ. Trên mây, Tịnh Tông Chủ chậm chậm nhắm mắt lại, thân ở trong bóng tối, lòng hướng về ánh sáng, ván này. Người vẫn là người chiến thắng. Khi Tịnh Tông Chủ dứt lời, khí tức kiếm ý xung quanh Diệp Quân lại điên cuồng dâng lên. Trên kiếm Thanh Huyền, ô thứ 7 đã sáng lên, chỉ trong chốc lát, ô thứ 8 cũng sáng lên.
Mà khi ô thứ 9 chuẩn bị sáng lên, Tịnh Tông chủ lại đột nhiên nói, nhưng... Lời này vừa dứt, kiếm quang nhàn nhạt xuất hiện ở ô thứ 9 bỗng ngừng sáng. Tịnh Tông chủ nhìn xuống Diệp Quân bên dưới, đây mới chỉ là khởi đầu. Trong ô thứ 9, kiếm quang nhàn nhạt ấy không hoàn toàn sáng lên mà dần mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Ở một nơi khác, cũng có hai người đang nhìn Diệp Quân bên dưới, chính là chủ nhân bút đại đạo và vô biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Vô biên chủ nói, thiết lập được trật tự rồi. Chủ nhân bút đại đạo im lặng. Vô biên chủ quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông có dự định gì? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, như Tịnh Tông chủ nói, mới chỉ là khởi đầu thôi. Vô biên chủ trầm giọng, ông vẫn chưa bỏ cuộc à? Chủ nhân bút đại đạo cười, ta thừa nhận lần này cậu ấy khiến ta rất bất ngờ, ta cứ tưởng cậu ấy sẽ giống như cha mình, cuối cùng sẽ đi lầm đường, nhưng không ngờ cậu ấy đi nhầm rồi lại quay về, hơn nữa còn nhìn thấy chân tâm của mình. Nhưng đây thật sự mới chỉ là khởi đầu, bây giờ cậu ấy đi đúng đường, nhưng vẫn chưa đi đến cuối cùng mà. Vô biên chủ bình tĩnh nói, uống rượu, tán gẫu, thể hiện, không tốt sao? Chủ nhân bút đại đạo nhẹ nhàng nói, đó gọi là ước mơ, ông không hiểu được đâu. Vô biên chủ. Đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo cảm nhận được gì đó, ông ta ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn thẳng tới cuối tinh hà. Chẳng mấy chốc, mặt ông ta tối sầm lại. Bên kia, giữa đám mây, Tịnh Tông chủ cũng ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không, lông mày nhíu lại. Bên dưới, lúc này Diệp Quân cũng cảm giác được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong tinh không. Phía cuối tinh không đó có một con đường thời không được trải ra, sau đó một ông lão mặc áo bào vàng cầm pháp trượng màu vàng chậm rãi bước ra, phía sau ông ta còn có một nhóm cường giả trong bộ giáp vàng bí ẩn. Quang âm đạo điện. Quang âm đạo điện. Nhìn thấy những người này, chủ nhân bút đại đạo trên vân đoàn nhíu mày, mấy tên này lại đến làm gì nữa? Tên nhóc kia chỉ làm loạn thời không quang âm một lần thôi, có đến mức phải bám giết thế này không? Chẳng lẽ có người đang âm mưu gì đó sao? Vô biên chủ hơi tò mò, quang âm đạo điện là thế lực thế nào? Chủ nhân bút đại đạo đáp, một thế lực đã có từ rất lâu đời, bắt nguồn từ đạo điện. Thủy tổ nền văn minh của họ năm xưa cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng sau này tình cờ gặp được cơ duyên nên vào được đạo điện trong truyền thuyết, sau khi đi ra thì sáng lập quang âm đạo điện này, kiểm soát quang âm của vũ trụ đã biết này. Nói xong ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, cây sinh mệnh thiên hành của nền văn minh thiên hành cũng có nguồn gốc từ đạo điện đó. Vô biên chủ thắc mắc, sao ông biết rõ vậy? Chủ nhân bút đại đạo nhìn ông ta, lạ lắm à? Vô biên chủ gật đầu, rất lạ. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng hỏi, đến ông cũng nghĩ ta là người sống đầu đường xó chợ hả? Vô biên chủ. Nam Châu. Tộc Nạp Lan danh ngồi ở vị trí đầu tiên, phía trước mặt ông ấy có một người mặc đồ đen đang đứng. Người áo đen thấp giọng khẽ nói gì đó. Một lát sau, Nạp Lan danh nhìn người áo đen rồi nói, chắc chứ? Người áo đen gật đầu, chắc chắn. Nhà họ Ngao đã bị diệt tộc, người kia cũng đoạn tuyệt quan hệ với viện trưởng rồi. Nạp Lan danh chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói, không ai có thể động đến vị trí của tiểu ca nữa rồi. Người áo đen do dự một lát, hơi lo lắng nói, Nạp Lan tộc trưởng, lão đại đang bắt đầu điều tra chuyện này, không biết liệu có. Nạp Lan danh nói, tông võ. Người áo đen lắc đầu, không, đến chết hắn cũng không nói một lời. Nạp Lan danh gật đầu, bàn tay nắm chặt tay ghế dần buông ra, ngươi lui xuống đi. Nói rồi ông ấy xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt người áo đen, gã nhìn thấy nhẫn không gian mà tim đập thình thịch, gã nhận lấy nhẫn rồi cung kính nói, đa tạ Nạp Lan tộc trưởng. Nói xong gã kính cẩn lui xuống. Sau khi người áo đen rời đi, một trưởng lão xuất hiện ở phía sau Nạp Lan danh, trưởng lão đó chần chừ rồi hỏi, tộc trưởng, chúng ta cần. Nạp Lan danh lắc đầu, không cần làm gì cả, chúng ta không tranh giành đã là cuộc tranh giành lớn nhất rồi. Nói rồi ông ấy nheo mắt, đừng nhìn lợi ích trước mắt, phải nhìn xa hơn. Thanh Châu, Kiếm Tông. Diệp Quân nhìn những thay đổi của kiếm ý trên thân thể, hơi hoang mang. Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều,
một luồng khí thế đáng sợ đã từ nơi sâu trong tinh không dâng lên, khí thế này thật sự rất mạnh, nếu không ngăn cản, để nó vào Thanh Châu thì sẽ hủy diệt cả Thanh Châu. Mọi người đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong tinh không. Lúc này Diệp Quân bỗng ngự kiếm bay lên, khi kiếm của hắn phóng lên trời, luồng uy áp cường đại chuẩn bị vào Thanh Châu ấy đã bị hắn phá tan, mà bản thân hắn cũng đã tới nơi sâu trong tinh không. Diệp Quân nhìn ông lão mặc áo bào vàng đi đầu, Quang Âm Đạo Điện. Ông lão nhìn Diệp Quân, đúng thế, Văn Điện Ti của Quang Âm Đạo Điện. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, có chuyện gì không? Ông lão áo bào vàng khàn giọng nói, ngươi là chủ của nền văn minh vũ trụ này. Diệp Quân gật đầu. Ông ta nhìn hắn chằm chằm, điện ta có hai vị điện ti, chết ở vũ trụ này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Diệp Quân nhìn ông ta, nếu ta không chịu trách nhiệm thì sao? Ông lão áo bào vàng nheo mắt lại, thì vũ trụ nơi này sẽ không tồn tại nữa. Diệp Quân nói, có một câu ông nói sai rồi. Ông lão áo bào vàng cau mày, câu nào? Diệp Quân nhìn thẳng vào ông ta, không phải có hai vị điện ti chết ở vũ trụ này, mà là ba. Ông lão áo bào vàng hơi khó hiểu, rõ ràng chỉ có hai thôi mà. Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Kiếm phóng ra, mắt mấy đại lão ẩn trong bóng tối đều sáng lên. Sắc mặt ông lão áo vàng thay đổi, ông ta đang định ra tay thì lúc này một luồng kiếm quang lướt qua trước trán ông ta. Phập! Một dòng máu bắn ra từ phía sau gáy của ông lão áo bào vàng. Diệp Quân đứng sau lưng ông ta mấy trượng, hắn từ từ cất kiếm trật tự đi rồi nói, thêm ông nữa chẳng phải là ba người sao? Mặt ông lão áo bào vàng đầy vẻ không thể tin, ông ta không ngờ mình lại bị một kiếm tu nền văn minh cấp thấp giết trong một giây. Không phải nói vua của vũ trụ quan huyên này chỉ là một con kiến sao? Khi Diệp Quân chém ông lão áo bào vàng, đám cường giả áo giáp vàng đều kinh hãi, bọn họ không ra tay mà quay người bỏ chạy về phía đại đạo Quang Âm, đúng lúc này một luồng kiếm quang phóng ra, 10 cường giả áo giáp vàng đã bị giết ngay tại chỗ. Kiếm ý của hắn hiện giờ đã có 9 phần năng lực của kiếm Thanh Huyên, dù là tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa trước đây. Sau khi giết hết toàn bộ kẻ địch, Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn đại đạo Quang Âm màu vàng, hắn giơ tay phất ra một thanh kiếm, kiếm quang bay vào đại đạo Quang Âm màu vàng. Sau vài giây, có tiếng bước chân vang lên từ nơi sâu trong đại đạo ấy, trong phút chốc kiếm quang của Diệp Quân đã bay ra ngoài. Diệp Quân xòe lòng bàn tay, kiếm quang ấy rơi vào tay hắn. Diệp Quân nhìn đại đạo Quang Âm màu vàng, không lâu sau, một người đàn ông mặc chiến giáp vàng, tay cầm rìu khổng lồ từ từ bước ra. Người đàn ông thân hình cao lớn gấp mấy lần người bình thường, chiến giáp màu vàng trên người gã ta trông rất dày, mỗi bước gã đi đều vô cùng nặng nề. Sức mạnh cũng vô cùng đáng sợ, khi đặt chân xuống, tinh không xung quanh rung chuyển dữ dội. Diệp Quân nhìn người đàn ông, lúc này gã ta cũng đang nhìn hắn. Người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng, đôi mắt gã là hai ngọn lửa màu vàng rực cháy. Đâu đó trong bóng tối, Vô Biên Chủ nhìn người đàn ông trước mặt, nghi hoặc hỏi, người gì thế này? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh đáp, cách ăn mặc này thường đều là quái tinh anh, là boss thực sự. Thông thường đều giống như ta, nhìn thì bình dị dễ gần, giống như tên du thủ du thực. Vô Biên Chủ. Sau khi người đàn ông mặc áo giáp vàng đi ra, gã ta chợt giơ cao cây rìu khổng lồ trong tay lên. Chiếc rìu khổng lồ màu vàng đốt cháy ngọn lửa màu vàng, trong tích tắc, gã nhảy vọt lên lao thẳng về phía Diệp Quân. Gã ta không bổ rìu mà là huých người. Cú huých này khiến cả tinh hà như một hòn đá. Rơi vào chính giữa mảnh thủy tinh, toàn bộ tinh hải đều nổ tung. Khoảnh khắc người đàn ông áo giáp vàng lao tới, Diệp Quân cảm nhận được một luồng khí thế cực mạnh, luồng khí thế này như thiên quân vạn mã lao về phía hắn, chèn ép khiến hắn có phần không thở nổi. Nếu là trước kia, cho dù có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng không phải đối thủ của người trước mắt, dù chỉ một luồng khí thế của gã ta thôi, hắn cũng không đỡ nổi. Nhưng lúc này, hắn lựa chọn đối đầu trực diện. Diệp Quân giẫm chân phải xuống đất. Cơ thể Diệp Quân biến thành một luồng kiếm quang rồi lao ra. Trong tích tắc, vô số kiếm ý trật tự bao trùm toàn bộ vũ trụ tinh hà. Đùng đoàng. Hai người va chạm giống như hai hành tinh chuyển động cực nhanh va chạm vào nhau, vừa tiếp xúc, một luồng sức mạnh hủy diệt thiên địa đã bùng nổ dữ dội,
vũ trụ tinh hà này lập tức sụp đổ, trở thành một vực sâu tinh hà. Nơi xa, Diệp Quân và cường giả áo giáp vàng cùng lùi lại, hai người lùi về cả mấy vạn trượng, Diệp Quân vừa dừng lại, khóe miệng đã rỉ máu, mà cách đó không xa, cường giả áo giáp vàng vừa dừng lại, áo giáp vàng trên người gã cũng xuất hiện vô số vết nứt. Nếu là trước đây, Diệp Quân không dùng kiếm thanh huyên thì không thể phá được phòng ngự của gã, nhưng bây giờ dù không có kiếm thanh huyên, kiếm ý của hắn cũng vô cùng mạnh, đương nhiên vẫn không thể so sánh được với kiếm thanh huyên. Nếu vừa nãy hắn dùng kiếm thanh huyên thì hoàn toàn có thể phá được áo giáp vàng dày nặng trên người gã đàn ông kia ngay. Tuy rằng chỉ chênh lệch một phần, nhưng một phần này lại rất quan trọng, bởi vì nó có nghĩa là kiếm ý của hắn hiện giờ chưa thực sự hoàn mỹ. Sau khi người đàn ông áo giáp vàng dừng lại, gã nhíu mày, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân cách đó không xa, sau đó gã nhấc chân phải lên rồi dậm mạnh, gần lên một tiếng giận dữ, từng làn sóng ánh sáng màu vàng quét về phía Diệp Quân như những gợn sóng. Nơi xa, Diệp Quân nheo mắt, phất tay áo, kiếm ý trật tự quét ra, hóa thành kiếm ý, chắn trước người hắn. Đùng! Những làn sóng ánh sáng ấy không ngừng bắn phá lá chắn của Diệp Quân. Sức mạnh cực kỳ đáng gờm, nhưng lại không thể phá vỡ kiếm ý của Diệp Quân. Chính lúc này, cường giả áo giáp vàng nhảy lên, hai tay cầm chiếc rìu khổng lồ đang cháy rực, bổ mạnh về phía Diệp Quân. Diệp Quân hơi nheo mắt, không đỡ nhát bổ này mà lùi lại phía sau nghìn trượng. Cường giả áo giáp vàng bổ rìu xuống nhưng hụt, vị trí Diệp Quân đứng trước đó bùng phát ra một màn sáng màu vàng đáng sợ. Sau một khắc, cường giả áo giáp vàng nhảy lên như đạn đại bác, hóa thành ngọn lửa màu vàng, lao mạnh về phía Diệp Quân. Uy áp khí thế cường đại quét sạch mọi thứ, vũ trụ tinh hà bán kính hàng trăm vạn dặm bắt đầu bị hủy diệt từng tấc. Ở phía xa, Diệp Quân cau mày, hắn phát hiện tuy tên này bước đi vụng về, nhưng ra tay lại cực kỳ linh hoạt. Lần này hắn không né tránh nữa mà đối đầu chính diện, sau khi phóng ra kiếm ý của mình, người hắn run lên. Hóa thành kiếm quang lao thẳng về phía cường giả mặc áo giáp vàng. Hắn phải thử một lần, bởi vì bộ giáp vàng của cường giả ấy đã xuất hiện vô số vết nứt, chỉ cần một đòn nặng nề nữa là chắc chắn có thể phá hủy được bộ giáp của đối phương. Bùm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ nơi sâu trong tinh không vũ trụ, sau đó Diệp Quân và cường giả áo giáp vàng cùng lùi lại. Khi Diệp Quân dừng bước, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, giống như bị rót trì. Toàn thân đau đớn, nếu không có kiếm ý bảo vệ, sợ là cơ thể và linh hồn của hắn đều bị phá hủy. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phương xa, cuối tầm mắt, sau khi cường giả áo giáp vàng dừng lại, bộ giáp nặng nề trên người gã bắt đầu nứt ra từng chút một. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, kiếm trật tự của hắn vẫn có thể phá được phòng ngự của đối phương, đối mặt với cường giả mặc áo giáp dày thế này. Nếu không thể phá được phòng ngự của đối phương thì đối phương đồng nghĩa với việc bất khả chiến bại. Nhưng lúc này tay trái của cường giả áo giáp vàng đột nhiên giơ lên, trong tay gã có một ngọn lửa màu vàng đang bốc cháy, gã ấn ngọn lửa ấy vào ngực mình. Bùm! Khi ngọn lửa màu vàng ấy bao trùm lấy cơ thể, áo giáp nứt vỡ trên người gã bắt đầu khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thấy thế, Diệp Quân sững sờ tại chỗ, chẳng bao lâu. Vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Tên này còn có khả năng khôi phục trang bị nữa à? Mẹ kiếp! Sau khi khôi phục được áo giáp, cường giả đó lại lấy ra một ngọn lửa màu vàng nữa, dí lên trán mình. Bộ giáp trên người cường giả đó bỗng phát ra chùm sáng màu vàng rực rỡ, chùm sáng ấy phóng thẳng vào nơi sâu trong tinh hà vũ trụ, mà hơi thở của gã cũng điên cuồng tăng vọt. Ngoài ra, gã lại lấy thêm hơn 10 lá bùa màu vàng, dán lên người mình. Diệp Quân. Dưới sự gia trì tầng tầng lớp lớp, hơi thở của cường giả áo giáp tăng vọt như gắn tên lửa. Lúc này, Diệp Quân lặng lẽ lấy kiếm thanh huyên ra. Ban đầu hắn vốn định đấu một trận công bằng với đối phương, nhưng đối phương không muốn thì hắn cũng chỉ có thể học theo đối phương thôi. Sau nhiều lần gia trì, hơi thở của cường giả giáp vàng đã mạnh hơn trước gấp mấy lần, gã gầm lên một tiếng rồi đâm thẳng vào Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân cũng biến mất khỏi chỗ cũ. Tay trái là kiếm trật tự, tay phải là kiếm thanh huyên. Diệp Quân dùng cả hai kiếm để chiến đấu. Rầm! Một chùm ánh sáng vàng rực vỡ tan, cường giả mặc áo giáp bị đánh văng nặng nề,
Khi gã bay đi, áo giáp và cơ thể của gã cùng nứt toác, máu thịt văng tung tóe. Khi gã dừng lại, linh hồn cũng nổ tung. Diệp Quân ngẩn người. Hai thanh kiếm mạnh như vậy ư? Uy lực nhát kiếm vừa nãy của hắn mạnh hơn trước ít nhất 5 lần. Có cảm giác bất khả chiến bại. Diệp Quân quay lại nhìn theo bản năng, Tịnh Tông chủ đang ở cuối tầm mắt, mình có nên đi so chiêu với cô ta không? Tịnh Tông chủ nhìn hắn, không nói gì. Mà lúc này, tinh hà phía xa sôi trào, giây tiếp theo, thời không nơi đó nổ tung, và rồi một người đàn ông từ tốn bước ra. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, sắc mặt Diệp Quân tối sầm. Đa Nguyên Đạo Đế. Nhưng vẫn chưa dừng lại, tinh hà bên phải cũng tách ra, sau đó một người phụ nữ chậm chậm đi ra. Thấy người này, Diệp Quân sửng sốt. Người này chính là Nhất Niệm. Diệp Quân đang định đi tới thì bị một bàn tay ngăn lại. Người này không ai khác chính là Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ nhìn Nhất Niệm, hai mắt nheo lại. Diệp Quân lúc này cũng đã phát hiện ra có điều gì đó sai sai, con mắt đen đỏ bên trái của Nhất Niệm đang xoay tròn. Mà ở nơi không ai để ý, kiếm tông phía dưới, dây chuyền ngọc bích trên cổ Dương Di An đã biến mất, mà mắt phải của cô bé cũng biến thành màu đỏ đen quỷ dị, đồng thời khóe miệng cô bé cũng nở nụ cười tà ác. Nhìn thấy Đa Nguyên Đạo Đế và Nhất Niệm bước ra, sắc mặt Diệp Quân tối sầm, hắn biết bây giờ Nhất Niệm không còn là Nhất Niệm nữa, mà là cô gái áo trắng mà hắn từng gặp trước đó. Cô gái áo trắng. Nghĩ đến cô gái mà hắn từng gặp trong thế giới hư ảo đặc biệt trước kia, ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ nghiêm trọng. Vì đối phương cũng từng phá vỡ kiếm Thanh Huyên. Đa Nguyên Đạo Đế từ xa bước đến, so với khí thế và cảm giác áp bức của người đàn ông áo giáp, ông ta trông có vẻ rất khiêm tốn, mặc một chiếc áo bào rộng đơn giản, bước đi chậm rãi, bình tĩnh khoan thai, không có khí thế uy lực gì. Sau khi bước ra, Đa Nguyên Đạo Đế lập tức nhìn Tịnh Tông Chủ, ánh mắt Tịnh Tông Chủ vẫn luôn nhìn Nhất Niệm. Bị xem như không khí. Đa Nguyên Đạo Đế nhíu mày, ánh mắt dần trở nên tối sầm. Lúc này không chỉ Tịnh Tông Chủ, mà cả chủ nhân Bút Đại Đạo, Võ Biên Chủ cũng đều đang nhìn Nhất Niệm. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Nhất Niệm, mày dần nhíu lại. Nhất Niệm nhìn Tịnh Tông Chủ, sau đó lại nhìn Diệp Quân, cười nói, ta hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng lần này ngươi sẽ rơi vào cảnh khốn cùng này, nhưng không ngờ ngươi có thể phá kén để tái sinh, thực sự khiến ta rất bất ngờ. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt nói, ta nên gọi cô là Nhất Điện Chủ nhỉ. Nhất Niệm gật đầu, cười nói, được. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, muội ấy đâu? Nhất Niệm biết Diệp Quân đang nói đến ai, cô ta bình tĩnh nói, quan trọng không? Diệp Quân nhìn chằm chằm Nhất Niệm, nếu cô làm hại đến muội ấy, ta nhất định sẽ khiến cô hối hận. Nhất Niệm nhìn thẳng vào Diệp Quân, vậy tại sao không thử xem? Diệp Quân định ra tay, lúc này Tịnh Tông Chủ bỗng nói, người đánh với người bên cạnh, người đó khá yếu. Mọi người. Ha ha. Đa Nguyên Đạo Đế bỗng bật cười, một lúc sau ông ta nhìn chằm chằm Tịnh Tông Chủ, ta khá yếu ư. Tịnh Tông Chủ liếc nhìn ông ta, rất yếu. Ánh mắt Đa Nguyên Đạo Đế dần trở nên lạnh băng, ông ta bỗng rời mắt nhìn Diệp Quân, vậy thì mời. Tịnh Tông Chủ quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, sau đó chậm rãi bước ra. Lúc này Nhất Niệm bỗng nhìn Tịnh Tông Chủ, theo ta biết, cô muốn một thế giới không có trật tự. Nếu đã thế thì tại sao lại giúp hắn? Tịnh Tông Chủ nhìn cô ta, liên quan quái gì đến ngươi? Mọi người. Diệp Quân cực kỳ ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn Tịnh Tông Chủ, Tịnh Tông chỉ cũng biết nói mấy lời thô tục à. Cách đó không xa, Nhất Niệm cũng không tức giận, mỉm cười nói, tùy ngươi. Diệp Quân thu lại ánh mắt, hắn bước đến trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế, hắn không dùng kiếm Thanh Huyên mà cầm kiếm Trật Tự. Đa Nguyên Đạo Đế không nói gì, ông ta cười mỉa rồi giơ tay lên, thoáng chốc hàng chục đạo tia sáng màu vàng bắn về phía Diệp Quân như mũi tên lao ra khỏi dây cung. Diệp Quân vung kiếm lên. Ầm. Mấy chục tia sáng, chùm sáng và kiếm quang màu vàng đều nổ tung như pháo hoa. Lúc này Đa Nguyên Đạo Đế bỗng biến mất khỏi đó. Diệp Quân cách đó khá xa không biến sắc, đâm một nhát kiếm đến. Cả tinh hà như dừng lại, Diệp Quân lui về sau gần cả ngàn trượng.
Hắn vừa dừng lại, khu vực thời không xung quanh bỗng trở nên hư ảo, lúc này mặc dù Diệp Quân vẫn ở trong tầm mắt của mọi người nhưng thật ra hắn đã xuất hiện ở một thời không không xác định, trong thời không này, xung quanh hắn chẳng có gì cả. Diệp Quân nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được tuổi thọ và linh hồn mình đang giảm xuống rất nhanh. Diệp Quân rút mạnh kiếm ra. Vèo. Nhát kiếm này khiến thời không trước mặt hắn bỗng bị xé toạc thành một khe hở cực lớn, hắn phá không trung bước ra. Thấy thế Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa cau mày, ông ta không ngờ Diệp Quân lại có thể tăng thực lực đến mức độ này trong thời gian ngắn như vậy. Không nghĩ nhiều nữa, ông ta bỗng tiến lên một bước, Diệp Quân vừa mới quay trở thời không này bỗng cảm nhận được một luồng uy lực đáng sợ. Thoáng chốc vô số sức mạnh quang âm bỗng lao ra từ xung quanh hắn, sức mạnh quang âm này khác hẳn lần trước, lần này lại là màu đỏ xanh. Diệp Quân khẽ nhíu mày, hắn xòe tay trái ra, thoáng chốc vô số kiếm ý trật tự lao ra từ lòng bàn tay hắn, những kiếm ý này tạo thành một kết giới kiếm ý xung quanh hắn. Chỉ thoáng chốc khu vực Diệp Quân bị vô số sức mạnh quang âm nhấn chìm. Cách đó không xa, Tịnh Tông Chủ và Nhất Niệm đang nhìn khu vực đó. Ngay sau đó một đạo kiếm quang bỗng xuất hiện trong khu vực đó. Vô số sức mạnh quang âm bị kiếm quang này xé toạc ra, ngay sau đó tia kiếm quang đâm thẳng vào, đánh đến trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế híp mắt, tay phải siết chặt thành nắm đấm, sau đó tung ra một quyền. Ầm. Ngay khi sức mạnh của hai người tập trung lại, một làn sóng sức mạnh đáng sợ đột nhiên nổ tung, thoáng chốc hai người vùng lùi về sau. Trong lúc đó kiếm trật tự trong tay Diệp Quân ở phía xa bỗng tuột ra khỏi tay hắn, đánh tới trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế như một tia chớp. Ánh mắt Đa Nguyên Đạo Đế lóe lên tia lạnh lùng, lại tung ra một quyền. Vụt! Cú đấm này buộc kiếm trật tự của Diệp Quân phải dừng lại tại chỗ, nhưng lúc này Diệp Quân đã xuất hiện phía sau kiếm trật tự, hắn đưa tay ra nắm lấy kiếm Thanh Huyên, nhảy lên, hai tay cầm kiếm chém mạnh xuống. Một tia kiếm quang nổ tung. Vèo. Sau khi một tia kiếm quang nổ tung, Đa Nguyên Đạo Đế bị chém trúng, lùi về sau gần cả ngàn trượng. Diệp Quân không tiếp tục đuổi đánh, hắn dừng lại, vô số sức mạnh quang âm vẫn lan ra từ xung quanh hắn, nhưng đã khác trước đó là lúc này sức mạnh quang âm đó đã không thể làm gì được hắn nữa. Không chỉ thế, kiếm ý của hắn cũng đã có thể tiêu diệt sức mạnh quang âm đó. Diệp Quân nhắm mắt lại. Mặc dù lúc này kiếm ý và thực lực đều đã trải qua thay đổi kinh thiên động địa nhưng hắn lại không cảm thấy vui mừng. Chút thực lực này không đáng để vui mừng. Con đường của mình còn rất dài. Lúc này Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa bỗng nó kiếm ý trật tự. Diệp Quân mở mắt ra, hắn nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, ông cũng biết trật tự à? Đa Nguyên Đạo Đế khẽ cười, ta từng sử dụng. Nói rồi ông ta xòe tay ra. Một kiếm ý xuất hiện trong tay ông ta. Cũng là kiếm ý trật tự nhưng không mạnh. Thấy thế, Diệp Quân nhíu mày, Đa Nguyên Đạo Đế này từng thiết lập trật tự nhưng tại sao kiếm ý này lại yếu thế? Lúc này, giọng của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Quân, ông ta từng thiết lập trật tự, nhưng lại phá hủy trật tự của mình, sau đó theo đuổi thực lực mạnh hơn nên kiếm ý của ông ta không còn tác dụng nữa. Nếu một ngày nào đó ý định ban đầu của cậu thay đổi, ý trật tự của cậu cũng sẽ như vậy, kiếm ý trật tự khác với các kiếm ý khác, nó có thể trở nên mạnh hơn, không có giới hạn, nhưng nếu trật tự của cậu bị hỏng, nó cũng sẽ yếu đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, thì ra là thế. Lúc này Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa bỗng nói, trật tự chẳng qua chỉ là một đạo sức mạnh cấp thấp trong vũ trụ mênh mông này, người có thể biết thế nào là sức mạnh thật sự không? Không đợi Diệp Quân trả lời, ông ta lại nói, cướp đi toàn bộ năng lượng tồn tại trong vũ trụ, chẳng hạn như cả vũ trụ này, ta sẽ luyện chế chúng thành một loại đạo khí. Khi đó, năng lượng của cả vũ trụ sẽ nằm trong tay ta, phục vụ cho ta. Diệp Quân nhíu mày. Giọng nói chủ nhân bút đại đạo đột nhiên vang lên, đừng nghe ông ta nói bậy, sức mạnh trật tự không hề yếu, trước kia từng có một trật tự nền văn minh vũ trụ cực kỳ mạnh. Vị hoàng đế đã tạo ra trật tự mạnh nhất bây giờ đã được biết đến, sức mạnh trật tự của đối phương mạnh đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đa Nguyên Đạo Đế ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, theo ta biết, bây giờ vũ trụ đã được biết đến này chỉ mới trải qua 10.000 tỷ năm lịch sử, mà trong 10.000 tỷ năm này chưa từng xuất hiện trật tự nền văn minh vũ trụ mạnh mẽ gì, vậy lúc ngươi nói khoác, ngươi có thể khoác lác thật hơn được không?
chủ nhân bút đại đạo nhìn Đa Nguyên đạo đế, này, ông đây không muốn phí lời với ngươi. Đa Nguyên đạo đế bật cười, lo lắng rồi à? Chủ nhân bút đại đạo. Nhất Niệm bỗng nói, ông ta không nói dối. Đa Nguyên đạo đế nhìn Nhất Niệm nhíu mày, cô chắc chứ? Nhất Niệm liếc ông ta một cái, sau đó nói, 10.000 tỷ năm là lịch sử của vũ trụ này, nhưng vũ trụ rộng lớn không chỉ có vũ trụ này. Với thực lực của ông thì hẳn là không thể tiếp cận được nền văn minh vũ trụ mà ông ta nói đến. Nghe thế Đa Nguyên đạo đế biến sắc, sau đó sầm mặt nói, Nhất Điện chủ, ý cô là sao? Chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, cô ta đang nói người yếu đấy, người không hiểu sao? Đa Nguyên đạo đế nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng chủ nhân bút đại đạo lại phớt lờ ông ta. Lúc này Nhất Niệm bỗng nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông thế mà lại biết nền văn minh vũ trụ đó, xem ra đánh giá thấp ông rồi. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, không đâu, ta là một kẻ lang thang, thích đi khắp nơi nên biết được vài việc mà người khác không biết. Nhất Niệm nhìn ông ta, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo vội nói, Đa Nguyên đạo đế, chẳng phải các ngươi đang đánh nhau à? Đừng nói chuyện nữa, nào, đánh tiếp đi. Đa Nguyên đạo đế lạnh lùng nhìn thoáng qua chủ nhân bút đại đạo, sau đó lại nhìn Diệp Quân, phải nói là ngươi quả thật khiến ta khá ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Diệp Quân nói, Đa Nguyên đạo đế, chúng ta đừng nhiều lời nữa, được không? Nói rồi hắn bỗng tiến lên một bước, vô số kiếm ý trật tự bỗng trào ra khỏi cơ thể hắn, ngay sau đó một kiếm ý khác cũng lao ra từ trong cơ thể hắn. Kiếm ý vô địch. Thấy Diệp Quân phóng ra hai loại kiếm ý, Đa Nguyên đạo đế lập tức cau mày, ông ta đang định nói gì đó, nhưng lúc này Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Một thanh kiếm lập tức lao đến trước mặt Đa Nguyên đạo đế. Uy lực của nhát kiếm này không thua kém gì trước đó, Đa Nguyên đạo đế hít mắt, tay phải ông ta siết chặt thành nắm đấm, sau đó vung mạnh về phía trước. Vô số sức mạnh quang âm lao ra như thủy triều. Sức mạnh của hai người vừa chạm vào nhau lập tức nổ tung, Diệp Quân và Đa Nguyên đạo đế cùng lùi về sau. Nhưng ngay lúc này, Đa Nguyên đạo đế bỗng trở nên hư ảo. Diệp Quân ở cách đó khá xa nhíu mày. Vèo. Xung quanh như có gì đó xé toạc ra ngay sau đó Diệp Quân biến sắc, chỉ thấy rất nhiều tàn ảnh bay ra từ thời không xung quanh. Chính là Đa Nguyên đạo đế. Đồng tử Diệp Quân co rụt, hai tay hắn cầm kiếm trật tự đâm mạnh về phía trước. Hai kiếm ý như núi lửa nổ tung, lập tức khiến cả tinh vực bắt đầu vỡ tan. Một lúc sau, một loạt tiếng nổ đáng sợ vang lên. Diệp Quân và Đa Nguyên đạo đế liên tục lao vào nhau trong thời không chưa xác định đó, tốc độ lúc này của hai người đạt đến cực điểm, không nhìn rõ bản thể, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Nhất là Đa Nguyên đạo đế, khu vực đó đều là tàn ảnh của ông ta. Nếu không phải nhìn thấy khu vực đó có kiếm quang xuất hiện liên tục thì không thể nhìn thấy Diệp Quân có tồn tại. Vô Biên chủ nhìn khu vực chiến đấu đó, hơi bất ngờ, lần này đúng là cậu ta đã tiến bộ rất lớn. Lúc này thực lực của Diệp Quân đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước. Chủ nhân bút đại đạo nói, kiếm ý trật tự của cậu ta vẫn chưa lệnh toàn vẹn, chỉ có thể nói là ở giai đoạn sơ khai, bởi vì trật tự hiện tại của vũ trụ quan huyên chỉ mới vừa bắt đầu. Đến một ngày nào đó, trật tự của cậu ta sẽ hoàn thiện hoàn toàn. Sau khi vũ trụ quan huyên thay đổi một bộ mặt hoàn toàn mới, kiếm ý của cậu ta sẽ trở nên đáng sợ hơn. Vô Biên chủ quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông sẽ cho cậu ta thời gian à? Chủ nhân bút đại đạo không nói gì. Vô Biên chủ định hỏi lại thì chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, ông có biết tại sao giờ ta vẫn còn sống không? Vô Biên chủ nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, là vì ta cho cậu ta thời gian đấy. Vô Biên chủ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân ở chiến trường đằng xa. Khẽ nói, trừ khi cậu ta từ bỏ việc thiết lập trật tự, nếu không, ai cũng không thể không cho cậu ta thời gian, ta cứ nghĩ lần này có thể làm cho cậu ta tự mình bỏ cuộc, nhưng không ngờ tên này lại phá kén trùng sinh, hai. Giọng nói của ông ta còn có chút bất lực. Trận đại chiến ở phía xa vẫn còn đang tiếp diễn. Lúc này, trận chiến giữa Diệp Quân và Đa Nguyên đạo đế đã trở nên mãnh liệt, khi Diệp Quân đánh một hồi thì sức mạnh của ba huyết mạch trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dục dịch. Nhất là huyết mạch phong ma.
huyết mạch phong ma của hắn càng đánh thì càng điên cuồng. Nhưng Diệp Quân không kích hoạt huyết mạch phong ma trong cơ thể mà ngược lại trấn áp nó, vì hắn nghĩ vẫn chưa cần thiết sử dụng đến sức mạnh huyết mạch. Ở một bên khác, Tịnh Tông Chủ và Nhất Niệm cũng đang nhìn khu vực đó, vẻ mặt hai người rất bình tĩnh. Ngay lúc này khu vực thời không chiến đấu đó, một sức mạnh đáng sợ bỗng nổ tung, sau đó hai bóng người lùi về sau. Diệp Quân và Đa Nguyên Đạo Đế liên tục lùi về sau mấy vạn trượng mới dừng lại, thời không trước mặt họ đã biến thành một vực sâu thời không kỳ dị. Diệp Quân dừng lại, sau đó hắn hít sâu một hơi, hai luồng kiếm ý không ngừng sao động như sóng chiều xung quanh hắn. Chiến đấu. Diệp Quân rất phấn khích, đã rất lâu rồi hắn chưa được đánh một trận sảng khoái như vậy. Sắc mặt Đa Nguyên Đạo Đế ở phía xa trở nên u ám, vì ông ta không ngờ Diệp Quân lại có thể dương cung bạt kiếm đánh với ông ta như thế. Đây quả là một điều sỉ nhục với ông ta. Đa Nguyên Đạo Đế bỗng bước đến trước, thời không xung quanh ông ta bỗng trở nên hư ảo. Tịnh Tông Chủ ở cách đó không xa cau mày. Lúc này Diệp Quân cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn biến thành tia kiếm quang rồi biến mất. Tấn công phủ đầu trước. Ngay khi Diệp Quân chém một nhát kiếm tới trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế, Đa Nguyên Đạo Đế bỗng biến mất, Diệp Quân cũng biến mất theo ông ta. Hai người xuất hiện trong một thời không quang âm. Thời không này tràn ngập sức mạnh quang âm, lúc này sức mạnh quang âm vô tận không ngừng lao về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Sau khi sức mạnh quang âm này đi vào cơ thể, khí tức của Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên mạnh lên rất nhanh. Thấy thế, Diệp Quân ở phía xa sầm mặt. Ở nơi này, thực lực của Đa Nguyên Đạo Đế sẽ tăng lên rất nhanh. Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó, một tia kiếm quang lướt qua. Đa Nguyên Đạo Đế ở phía xa giơ tay lên tung ra một quyền. Sức mạnh của đòn tấn công này khiến Diệp Quân phải lùi lại. Sau khi dừng lại, hai kiếm ý của Diệp Quân cũng bị sức mạnh quang âm vô tận toát ra từ đòn tấn công của Đa Nguyên Đạo Đế áp chế. Diệp Quân lại càng phấn khích hơn. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn Diệp Quân chằm chằm, khẽ cười, chỉ thế thôi à? Diệp Quân bật cười, sao ông còn giả vờ nữa? Đa Nguyên Đạo Đế đang định nói gì, thế nhưng ngay lúc này Diệp Quân bỗng biến mất. Đa Nguyên Đạo Đế híp mắt, lại tung ra một quyền. Bụp! Cú đấm này mang theo sức mạnh quang âm vô tận khiến nhát kiếm của Diệp Quân phải dừng lại. Cùng lúc đó vô số sức mạnh quang âm bỗng tụ tập lại từ bốn phía, chỉ thoáng chốc đã nhấn chìm Diệp Quân. Nhưng lúc này, một tiếng kiếm vang lên, sau đó một tia kiếm quang bỗng xé nát sức mạnh quang âm thành một cái lỗ lớn. Diệp Quân xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Đa Nguyên Đạo Đế, hai tay cầm kiếm trật tự chém xuống. Vèo! Nhát kiếm này chém mạnh xuống, Đa Nguyên Đạo Đế lập tức bị đánh văng ra xa, Diệp Quân thừa thắng tấn công, biến thành một tia kiếm quang rồi đâm thẳng vào Đa Nguyên Đạo Đế. Vụt! Sau khi một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy Đa Nguyên Đạo Đế bị văng ra xa ở đây, bỗng chốc vô số kiếm quang nhấn chín ông ta. Lúc này Diệp Quân thi triển tốc độ của mình đến cực điểm, từng kiếm chém vào Đa Nguyên Đạo Đế. Ở trung tâm vùng kiếm quang, Đa Nguyên Đạo Đế đang điên cuồng giải phóng sức mạnh quang âm của mình để chống lại kiếm ý của Diệp Quân. Bị Diệp Quân vung kiếm chém mạnh vào người, sức mạnh quang âm xung quanh ông ta bắt đầu biến mất. Lúc này, sắc mặt Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên trở nên hung hãn, ông ta gầm lên một tiếng, hai tay đánh về phía trước, sức mạnh quang âm xung quanh ông ta nổ tung. Diệp Quân lập tức bị đánh văng ra xa. Diệp Quân lui về sau mấy ngàn trượng mới dừng lại, một vệt đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng hắn, cũng may hắn có kiếm ý bảo vệ, nếu không sóng xung kích do sức mạnh quang âm vừa rồi tạo ra đã đủ để tiêu diệt hắn rồi. Mặc dù Đa Nguyên Đạo Đế ở trong khu vực trung tâm của trận nổ, nhưng ông ta lại chẳng hề hấn gì, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, vẻ mặt dần trở nên hơi dữ tợn. Ông ta đang định nói gì đó, chỉ thấy Diệp Quân ở cách đó không xa bỗng chém mạnh vào trước mặt mình. Soạt! Thời không quang âm trước mặt ông ta bỗng bị chém nứt ra, ông ta lắc mình thoát khỏi thời không quang âm kỳ dị này. Diệp Quân quay lại thời không ban đầu, lúc này thời không cách trước mặt hắn mấy trăm trượng cũng nứt lìa, Đa Nguyên Đạo Đế chậm rãi bước ra. Lúc này sắc mặt Đa Nguyên Đạo Đế sầm lại. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, Đa Nguyên Đạo Đế, ngươi tệ quá. Thanh niên người ta mới tu luyện mấy chục năm,
nhưng ngươi đã sống ít nhất mấy trăm triệu năm nhỉ? Sao còn rơi vào thế yếu như thế chứ? Có cần ta cho ngươi ít thuốc bồi bổ không? Vô biên chủ. Đa nguyên đạo đế sao có thể nhịn được, ông ta lắc mình biến thành một cột sáng đâm mạnh về phía chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, giơ tay lên tung ra một quyền. Ầm. Đa nguyên đạo đế bị chấn động lùi về chỗ cũ. Đa nguyên đạo đế dừng lại, hơi ngạc nhiên, ngươi. Chủ nhân bút đại đao lắc đầu, đa nguyên đạo đế, ngươi chẳng thú vị gì cả. Mỗi lần đến ngươi đều phái một phân thân đến, thực sự rất nhàm chán. Phân thân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, ông ta thế mà vẫn còn là phân thân. Rốt cuộc có bao nhiêu phân thân vậy? Đa nguyên đạo đế bỗng bật cười, vẫn bị ngươi phát hiện ra rồi sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, ngươi nghĩ như thế thú vị à? Đa nguyên đạo đế cười nói, thật ra hơi thắc mắc làm sao ngươi nhìn ra ta không phải bản thể. Vì mỗi phân thân đều của ta đã tu luyện gần giống với bản thể, bình thường thì người ngoài không thể phát hiện ra được. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, ta không muốn nói chuyện với kẻ ngốc. Nụ cười của đa nguyên đạo đế dần lạnh đi nhưng ông ta cũng không ra tay, ngược lại quay đầu nhìn Nhất Niệm cách đó không xa, Nhất Điện chủ, cô cứ đứng ngoài thế sao? Nhất Niệm cách đó không xa liếc nhìn ông ta, ngay sau đó cô ta bỗng xoay người nhìn Diệp Quân, thấy Nhất Niên nhìn sang, Diệp Quân cau mày. Nhất Niệm bỗng bước lên trước, một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ lấy Diệp Quân, sắc mặt Diệp Quân bỗng thay đổi. Nhưng lúc này Tịnh Tông chủ bỗng chắn trước mặt hắn, phá. Ầm. Sức mạnh đáng sợ đó bắt đầu bị phá vỡ. Nhất Niệm bỗng cười nói, ngôn xuất pháp tùy. Nói rồi cô ta bỗng giơ tay ra nắm chặt phía trước nào. Ầm. Thoáng chốc, chỉ thấy cô ta và Tịnh Tông chủ xuất hiện ở một thời không vũ trụ kỳ lạ, trong không gian vũ trụ kỳ lạ đó, có vô số phù văn đại đạo kỳ lạ trôi nổi trong vũ trụ, dày đặc lên tới hàng triệu. Thủ chấp vạn cổ, vạn đạo tướng tùy. Lúc này, vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo ở một bên bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, ông ta nhìn Nhất Niệm, hơi ngạc nhiên, cô ta thế mà lại làm được như thế, khống chế được tỷ vạn đại đạo đối đầu môn xuất pháp tùy. Tịnh Tông chủ nhìn Nhất Niệm, giết, chết. Ngay khi chữ chết được thốt ra, khu vực thời không chỗ Nhất Điện chủ bỗng rung chuyển như bị búa đập mạnh, sau đó cơ thể Nhất Điện chủ bị thiêu đốt. Nhưng lúc này, từng phù văn chứa đựng đại đạo đặc biệt biến thành từng cột sáng, tràn vào cơ thể Nhất Điện chủ. Ầm. Sau khi các đại đạo đó trào vào, cơ thể Nhất Điện chủ bỗng toát ra từng luồng khí tức đáng sợ, khí tức này như đến từ hàng trăm triệu năm trước. Khi chúng xuất hiện trong vũ trụ này, tất cả các pháp, tất cả các đạo tồn tại của vũ trụ hiện hữu này bắt đầu rút lui. Pháp thời đại cổ xưa, đạo thời đại cổ xưa. Pháp đạo của Tịnh Tông chủ là pháp thời đại bây giờ, đạo thời đại bây giờ. Sau khi đại đạo tràn vào cơ thể, quanh người Nhất Điện chủ dần hình thành một luồng sáng đại đạo, nhưng dần dà ánh sáng đại đạo cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Hai loại pháp và đạo không cùng thời đại va chạm vào nhau. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân càng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Sau khi kiếm ý tăng lên, hắn cứ tưởng mình đã có thể có cơ hội đọ sức với Tịnh Tông chủ. Nhưng giờ xem ra chênh lệch vẫn còn rất lớn, hơn nữa hắn không ngờ thực lực của Nhất Điện chủ này lại đáng sợ như vậy. Mọi người ở đó đều đang nhìn khu vực đặc biệt đó, đạo và pháp từ hai thời đại khác nhau va chạm nhau, chỉ sức mạnh còn sót lại của đạo toát ra đã không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Ngọn lửa đạo pháp bùng lên xung quanh Nhất Điện chủ, mặc dù liên tục có đạo pháp thời đại cũ hỗ trợ nhưng không thể ngăn chặn được. Ngôn xuất pháp tùy của Tịnh Tông chủ vẫn đang thiêu đốt cơ thể cô ta, chẳng qua có đạo pháp thời đại cũ hỗ trợ nên cơ thể cô ta bị thiêu đốt rất chậm. Tịnh Tông chủ nhìn chằm chằm Nhất Điện chủ, cô ta bỗng nhắm mắt lại, diệt. Diệt. Trời đất bỗng trở nên yên tĩnh. Thoáng chốc. Ầm. Chỉ trong chốc lát, trong khu vực thời không đặc biệt này, chỉ thấy vô số đạo và pháp thời đại cũ bốc cháy cùng lúc. Vừa dứt lời, vạn đạo bị tiêu diệt. Nhìn khu vực đang bị ngọn lửa đạo pháp cuồng nộ thiêu đốt, vẻ mặt của Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, tất nhiên vẫn thấy rất phấn khích, đây mới là cường giả đỉnh cấp thực sự. Sức mạnh của cô váy trắng hơi khó tin, có thể giết chết tất cả mọi người chỉ bằng một nhát kiếm, thế nên hắn không thể cảm nhận được sức mạnh của bà ấy,
cảm giác mà bà ấy mang đến là vô địch, mọi người chỉ nhỏ bé như tôm tép. Còn thực lực Tỉnh Tông Chủ và Nhất Điện Chủ trước mặt này gần với hắn hơn, hắn có thể cảm giác được rõ sự cách biệt, so với cô váy trắng, hắn cảm thấy tuyệt vọng vì hắn hoàn toàn không biết được giới hạn của bà ấy, không thể cảm nhận được sự cách biệt với bà ấy. Tỉnh Tông Chủ và Nhất Điện Chủ là mục tiêu hắn muốn theo đuổi hiện tại. Mặc dù có khoảng cách nhưng vẫn có thể theo đuổi được. Ở một bên khác, mặt Đa Nguyên Đạo Đế không cảm xúc, nhưng lúc này trong lòng ông ta đã dậy sóng. Thực lực của hai người này vượt xa những gì ông ta nghĩ. Ông ta chưa từng nghĩ trong vũ trụ nền văn minh cấp thấp này lại có cường giả cấp bậc này, thực lực của hai cô gái này mạnh đến mức bất thường, mặc dù vẫn còn cách biệt một chút với mình, nhưng nếu là ở vũ trụ nền văn minh cấp độ thấp như vậy thì đã là vô cùng mạnh rồi. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn Tỉnh Tông Chủ, rồi lại nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ánh mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Ở phía xa, khi nhìn thấy tất cả đạo pháp quanh người mình bắt đầu thiêu cháy, Nhất Điện Chủ đó bỗng bật cười, ngôn xuất pháp tùy hay đấy. Nói rồi cô ta bỗng tiến lên trước một bước, những phù văn đại đạo vốn đang cháy bỗng nhiên biến thành từng đại đạo, cột sáng bay thẳng lên trời, khu vực thời không chỗ họ lập tức bị ánh sáng đại đạo nhấn chìm bởi. Thế nhưng tất cả ánh sáng đại đạo đều không thể đến gần Tỉnh Tông Chủ. Ánh mắt Tỉnh Tông Chủ vẫn dán chặt vào Nhất Điện Chủ, lúc này cả người Nhất Điện Chủ đã bắt đầu trở nên hư ảo, thân xác và thần hồn đều bắt đầu biến mất, hàng trăm triệu đại đạo của cô ta vẫn không thể ngăn được ngôn xuất pháp tùy của Tỉnh Tông Chủ. Trong tối, chủ nhân bút đại đạo nhìn Tỉnh Tông Chủ, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, không thể đỡ được ngôn xuất pháp tùy của cô gái này. Vô Biên Chủ nhíu mày. Không thể đỡ được ư? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, xem tất cả tuyến phòng ngự là không khí, trừ khi đạo pháp của ngươi cao hơn cô ta, nếu không ngươi sẽ không thể tránh được đòn của cô ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Vô Biên Chủ nhìn Tỉnh Tông Chủ, sau đó nói, mạnh đấy. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng là mạnh thật. Nói rồi ông ta nhìn Nhất Điện Chủ cách đó không xa, khẽ nói, người này cũng lợi hại. Pháp và đạo thời đại cũ của cô ta cũng không yếu, chỉ tiếc đây không phải là sân nhà của cô ta. Vô Biên Chủ nhíu mày, ý là sao? Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, chúng ta đang ở thời đại nào? Pháp và đạo thời đại cũ xuất hiện ở đây vốn dĩ đã không hợp với quy tắc, cũng giống như đưa huyện lệnh của huyện bên cạnh đến một huyện khác ở thế tục vậy, mặc dù vẫn là quan nhưng quyền lợi chắc chắn sẽ khác với huyện lệnh địa phương. Vô Biên Chủ nói cách khác nếu ở thời đại của Nhất Điện Chủ thì kết quả sẽ khác ư. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, chắc chắn sẽ khác, pháp thời đại cũ và đạo thời đại cũ xuất hiện ở đây đã bị luật lệ mạnh nhất của vũ trụ này bác bỏ và áp chế. Nói đến đây ông ta bỗng dừng lại. Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân bút đại đạo, luật lệ mạnh nhất của vũ trụ. Chủ nhân bút đại đạo hơi ngơ ngẩn, ta đã nói gì rồi sao? Vô Biên Chủ bĩu môi, ông nhàm chán thật đấy nhỉ. Hai chúng ta có quan hệ gì chứ? Đã từng cùng uống rượu, cùng rửa chân, cùng. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu khẽ cười, việc này còn dài lắm, bây giờ nói đến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vô Biên Chủ nói, ta muốn biết mà. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, không trả lời Vô Biên Chủ, mà nhìn Tịnh Tông Chủ cách đó không xa, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Khẽ nói, ai có thể tưởng tượng được cô bé trước kia còn không dám giết một con gà sẽ đi đến bước này chứ? Trận chiến giữa hai cô gái ở cách đó không xa vẫn chưa kết thúc, sau khi thân xác và thần hồn của Nhất Điện Chủ ngày càng hư ảo, pháp và đạo thời đại cũ trong thời không đó cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Cuối cùng, Nhất Điện Chủ sẽ bị tiêu diệt thần hồn, biến mất hoàn toàn. Nhất Điện Chủ nhìn Tịnh Tông Chủ, lại cười nói, lợi hại. Tịnh Tông Chủ bỗng tiến lên một bước, đang định lên tiếng nhưng lúc này cô ta như cảm giác được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo và Vô Biên Chủ biến sắc, cùng nhìn Diệp Quân. Dương Dĩ An đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân từ lúc nào, chỉ thấy cô bé chỉ thẳng vào Diệp Quân. Sự việc bất ngờ khiến mọi người đều không lường trước được. Dương Dĩ An chỉ giơ ngón tay lên chỉ, sát ý ngút trời. Diệp Quân nhìn Dương Dĩ An đang giơ tay lên chỉ vào mình, hắn không chống cự hay né tránh, ngay sau đó ngón tay của Dương Dĩ An chạm vào lông mày của Diệp Quân. Từng luồng khí tức đáng sợ bỗng bắn ra từ xung quanh,
sóng xung kích cực mạnh khiến đa nguyên đạo đế và vô biên chủ đều bị chấn động lùi về sau. Chủ nhân bút đại đạo sửng sốt, sau đó cũng giả vờ lùi về sau cả ngàn trượng. Nhưng Diệp Quân cách đó không xa lại chẳng hề hấn gì. Hắn chỉ nhìn Dương Dĩ An, lúc này ngoại hình của Dương Dĩ An không hề thay đổi, nhưng ánh mắt ở mắt phải của cô bé đã biến thành một vòng xoáy màu đỏ sậm. Dương Dĩ An nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao không tránh? Diệp Quân nhìn cô bé, vì ta từng đồng ý với muội, cho dù muội muốn giết ta, ta cũng sẽ tin muội. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quân một lúc, sau đó bỗng bật cười, cô ta thắng rồi. Diệp Quân cau mày hơi ngờ vực. Dương Dĩ An rụt tay lại nhìn Diệp Quân, vừa rồi ta cá cược với cô ta nói hắn sẽ không bao giờ tin tưởng cô ta, nhưng cô ta nói không, cô ta còn nói người chắc chắn sẽ tin tưởng cô ta 100%, thế nên ta đã cá cược với cô ta. Diệp Quân nhìn Dương Dĩ An, đừng làm hại muội ấy. Dương Dĩ An nhìn hắn, nếu ta muốn làm hại thì sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, ta sẽ bảo cô của ta loại bỏ ngươi và tất cả những gì liên quan đến đằng sau ngươi ra khỏi thế giới này. Dương Dĩ An nhướng mày, ngươi đe dọa ta ư? Diệp Quân gật đầu, ừ, đang đe dọa ngươi ấy, ngươi có bản lĩnh thì đánh chết cô ta đi, như thế ta không thể đe dọa ngươi nữa. Dương Dĩ An híp mắt. Bầu không khí bỗng trở nên hơi căng thẳng. Diệp Quân nhìn Dương Dĩ An, nói thật đã lâu lắm ta không gọi người đến rồi. Dương Dĩ An bỗng cười nói, có phải không chơi nổi không? Diệp Quân nói, tùy ngươi chơi thế nào, nếu ngươi muốn chơi như kiểu của Tịnh Tông Chủ thì cho dù Diệp Quân ta có chết cũng sẽ không gọi người, nhưng nếu ngươi không quan tâm đến võ đức thì ta cũng sẽ không nói chuyện võ đức với ngươi. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quân một lúc, sau đó mỉm cười nói, ta đợi ngươi ở khu vực thần hư. Nói rồi cô bé bỗng xoay người đi vào khu vực thời không đặc biệt chỗ Tịnh Tông Chủ và Nhất Niệm, dưới ánh mắt của mọi người, cô bé đi đến bên cạnh Nhất Niệm, sau đó đưa tay nắm lấy tay Nhất Niệm. Phù văn đại đạo vốn dĩ sắp bốc cháy hết đó lập tức được hồi phục. Một cơ thể hai linh hồn. Chủ nhân bút đại đạo ở cách đó không xa cau mày, cô gái này thế mà lại là một cơ thể hai linh hồn, pháp và đạo thời đại cũ vừa rồi của cô ta không toàn vẹn. Lúc này hai cô gái nắm tay nhau đứng đó, Nhất Niệm là mắt trái màu đỏ sậm như vòng xoáy, Dương Dĩ An là mắt phải. Hai người này cao như nhau, đứng đó cứ như chị em sinh đôi. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quân, cười nói, đợi ngươi, nhớ đến sớm, nếu không ta không dám đảm bảo liệu hai cô tình nhân bé nhỏ của ngươi có chuyện gì không đấy. Nói rồi một trận pháp dịch chuyển cực lớn bỗng xuất hiện dưới chân họ. Nhưng vào lúc này, đa nguyên đạo đế ở phía xa đột nhiên trầm giọng nói, này, các cô cứ đi vậy sao? Chúng ta đã nói với nhau, hôm nay phải tiêu diệt vũ trụ quan huyên mà. Hai người cùng nhìn đa nguyên đạo đế, sau đó cùng vung tay phải lên. Một luồng sáng màu vàng lóe lên, đa nguyên đạo đế còn chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt. Ngay sau đó một cột sáng bỗng dâng lên từ dưới chân hai người biến mất. Đa nguyên đạo đế. Nhìn thấy hai cô gái biến mất, vẻ mặt Diệp Quân tối sầm lại. Thực ra hắn đã đoán được cô gái bí ẩn bên trong cơ thể Nhất Niệm chính là Nhất Điện Chủ, nhưng hắn không ngờ, hóa ra Nhất Điện Chủ lại là một cơ thể hai linh hồn, Dương Dĩ An cũng giống Nhất Niệm. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo dẫn theo vô biên chủ xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, tiền bối, cô ta giàn dựng ván cờ này bao lâu rồi? Hắn biết. Cho dù là Nhất Niệm hay Dương Dĩ An cũng chỉ là một ván cờ nhắm vào Diệp Quân, tất nhiên, hắn cũng biết, Nhất Niệm và Dĩ An cũng không phải là Nhất Điện Chủ, hai cô cũng chỉ là những đối tượng bị lợi dụng. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không biết. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo lại lắc đầu, nếu đó là người khác, ta chắc chắn sẽ biết, nhưng người đó lại là cậu nên ta không tài nào biết được, bởi vì cậu không ở trong đạo. Ngoại trừ mấy người cô của cậu ra, không ai có thể nhìn rõ nhân quả trên người cậu cả. Diệp Quân nhíu mày lại. Chủ nhân bút đại đạo lại nói tiếp, nhưng có thể thấy được, Nhất Điện Chủ này đã sắp đặt nó từ lâu rồi. Diệp Quân trầm giọng nói, cô ta làm như vậy có mục đích gì? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, có lẽ là muốn cậu đến khu vực thần hư. Diệp Quân cau mày, hơi nghi ngờ,
khu vực thần hư. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ừ. Diệp Quân hỏi, đó là chỗ nào? Trong mắt chủ nhân bút đại đạo chợt hiện lên vẻ phức tạp, nơi đó đã từng có một nền văn minh cực kỳ huy hoàng, sau này, nền văn minh đó xuất hiện nội chiến, toàn bộ nền văn minh sụp đổ và phân thành nhiều khu vực, cuối cùng, cộng thêm việc bị nhiều dị thần xâm lược, nơi này trở nên rất hỗn loạn, bây giờ nó được gọi là vùng đất giáp giới. Không ngờ, nhất điện chủ này lại đến từ nơi đó. Diệp Quân gằn giọng nói, cô ta sắp đặt lâu như vậy, chỉ vì muốn ta đến nơi đó sao? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, chắc chắn là có mục đích nào đó, cậu đừng nhìn ta, sao ta biết được mục đích của cô ta là gì chứ? Diệp Quân mỉm cười nói, cho dù thế nào đi nữa, lần này, cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Vừa nói, hắn vừa cúi đầu chào chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, thành thật mà nói, lần này cậu đã làm cho ta ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng cậu sẽ trở thành vua dựa dẫm, nhưng không ngờ, cậu lại có thể vượt qua chướng ngại, nhìn thấy được con người thật của mình, dù sao cũng chúc mừng. Diệp Quân gật đầu, tiền bối, hay là chúng ta đi đến vùng đất thần hư này một chuyến đi? Chủ nhân bút đại đạo vội vàng lắc đầu, không, không, ta không đi, cậu phải tự đi một mình đi. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nói, ta còn có việc phải làm nên không thể đi theo cậu được. Nhưng ta phải nhắc nhở cậu, nơi đó thật sự không đơn giản đâu. Thế lực ở nơi đó cũng thật sự không đơn giản. Ta cho cậu một vài ví dụ, cậu cảm thấy nhất điện chủ này có mạnh không? Diệp Quân gật đầu, tất nhiên. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, nhưng cô ta cũng không có cách nào thống nhất khu vực thần hư đó cả. Diệp Quân sửng sốt, hắn nhìn chủ nhân bút đại đạo, trực giác nói cho hắn biết, người này biết rất nhiều thứ. Chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, còn nữa. Nơi gọi là khu vực thần hư không chỉ là vùng đất giáp giới của thời kỳ này. Nơi đó vô cùng đặc biệt, cũng là vùng đất giáp giới của nhiều thời đại văn minh trong các thời kỳ, ví dụ như đa nguyên đạo đế, bản thể ông ta đã từng có thể cưỡng chế xâm nhập vào dòng thời gian ở các vũ trụ khác nhau, mà ở nơi đó, một vài cường giả đỉnh cấp và thế lực đỉnh cấp của thời đại cũng có thể đi vào nơi đó thông qua phương pháp này. Diệp Quân gằn giọng nói, tiền bối. Không phải việc cưỡng chế xâm nhập vào dòng thời gian của vũ trụ khác là phạm pháp sao? Chủ nhân bút đại đạo cười phá lên nói, câu hỏi của cậu khá thú vị, thực ra đó là phạm pháp, nhất là ở nơi đó, chỉ có thế lực đỉnh cấp nhất và cường giả đỉnh cấp nhất mới có thể làm được như thế. Nhưng nếu là ở vùng đất này mà nói, một vài kẻ không đâu vào đâu cũng có thể làm được, chẳng hạn như đa nguyên đạo đế này vậy. Đa nguyên đạo đế. Diệp Quân nói, mong tiền bối hãy nói chi tiết hơn. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, thật ra rất đơn giản, nơi này khá hoang vu hẻo lánh, nằm ngoài tầm với của luật pháp vũ trụ, thực ra cũng không muốn quản lý, bởi vì hiện giờ nó còn không thể tự bảo vệ lấy mình. Đừng hỏi ta luật pháp vũ trụ là gì, muốn giải thích cái thứ này, có mất 3 ngày 3 đêm cũng không thể nói hết được, sau này cậu sẽ từ từ tiếp xúc với nó. Ta chỉ có thể nói với cậu rằng trong vũ trụ này có tồn tại một số luật pháp mạnh mẽ, mà luật pháp vũ trụ được xem như là luật pháp cao cấp nhất hiện nay. Ở khu vực thần hư, có một luật pháp tối cao khác do năm đó thủy tổ nền văn minh thần hư tạo ra, nó cũng rất mạnh mẽ, khi nào cậu tới đó rồi sẽ biết. Diệp Quân gật đầu, như đã nghĩ đến thứ gì đó, hắn hỏi, tiền bối, ông có biết gì nhiều về kiếm ý trật tự của ta không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, chắc chắn là nhiều hơn cậu. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nói, muốn nâng cao kiếm ý trật tự có 2 con đường buộc phải đi. Thứ nhất, nếu trật tự của cậu là một trật tự tốt, trật tự đó phải được tất cả mọi người đều tin tưởng và tôn sùng. Thứ hai, địa bàn phải đủ lớn, nếu có thể khiến cho một vài cường giả cao cấp tôn trọng trật tự của cậu sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Chủ nhân bút đại đạo hơi ngập ngừng. Diệp Quân cười nói, tiền bối cứ nói đi, đừng ngại. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, sau đó nói, với thực lực hiện giờ của cậu, cho dù có tới khu vực thần hư cũng sẽ không trở thành kẻ yếu đuối, nhưng bên đó thực sự rất phức tạp, cô gái đó đã sắp đặt để cậu đến đó, mọi chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản, cậu cần phải cẩn thận một chút. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối có biết thân phận của cô ta ở chỗ đó là gì không? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không biết, nhưng với thực lực của cô ta, cậu vừa đến đó, hẳn là cô ta đã có thể cảm nhận được.
Diệp Quân im lặng. Nhất niệm, Dương Dĩ An, sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, còn nữa, cậu cũng phải coi chừng đa nguyên đạo đế, người này chắc chắn không thể đánh bại được Tịnh Tông chủ và Nhất Điện chủ, nhưng bản thể bây giờ của ông ta chắc chắn có thể đánh bại được cậu. Hơn nữa, lai lịch ông ta cũng không rõ ràng, còn có Quang Âm đạo điện nữa. Nói đến đây, ông ta đột nhiên lắc đầu cười nói, tại sao ta lại phải lo lắng cho cậu chứ? Đi đi. Nói xong, ông ta lấy ra một quyển trục ra đưa cho Diệp Quân, đây là bản đồ dịch chuyển đến khu vực thần hư, tới lúc đó nhớ trả lại cho ta. Dứt lời, ông ta xoay người biến mất. Vô biên chủ đi đến trước mặt Diệp Quân, sau đó lấy ra một tấm thẻ màu vàng sậm đưa cho hắn, sau này khi tới câu lạc bộ vô biên ở hệ Ngân Hà, tôi mời cậu đi rửa chân, ha ha. Nói rồi, ông ta xoay người biến mất không một dấu vết. Diệp Quân nhìn tấm thẻ nằm trong tay, lắc đầu cười rồi cất đi, sau đó quay người nhìn Tịnh Tông chủ vẫn đang im lặng đứng cách đó không xa. Diệp Quân đi đến trước mặt Tịnh Tông chủ, hắn gằn giọng nói, Tịnh Tông chủ, ta muốn hợp tác với cô, chuyện này không liên quan gì với các nền văn minh vũ trụ khác. Tịnh Tông chủ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân biết tính tình Tịnh Tông chủ, cô ta không nói gì là muốn nghe lời tiếp theo, vì vậy, hắn nói tiếp. Trật tự mà ta thiết lập trong vũ trụ quan huyên, cần có người giám sát, nhưng người giám sát này không thể là thế lực của ta, cho nên, ta hy vọng Tịnh Tông chủ sẽ thành lập một bộ phận, không công khai mà phải bí mật, người của cô sẽ bí mật giám sát, nếu một ngày nào đó, thế lực vũ trụ trong quan huyên của ta mục nát, khi đó, mong Tịnh Tông chủ hãy lật đổ trật tự của ta. Giám sát. Diệp Quân nói xong, hít thật sâu. Hắn biết, mình thiết lập trật tự này. Nếu không có người giám sát, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề sẽ ngày càng nhiều. Vì vậy, Thư viện Quan Huyên cần có người giám sát, mà người giám sát này không thể là người của hắn. Không chỉ Thư viện Quan Huyên, mà cả bản thân hắn cũng cần có người giám sát. Hắn cần một người giám sát bản thân, thúc giục bản thân, để hắn luôn biết ý định ban đầu của mình. Mà người trước mặt này chính là người phù hợp nhất. Quyền và luật pháp phải được giám sát. Tịnh Tông chủ chỉ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân chờ đợi. Hồi lâu sau, Tịnh Tông chủ mới nói, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu. Tịnh Tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc lâu, nói, được. Diệp Quân mỉm cười, tốt. Kỳ thật, hắn cũng có ý đồ riêng, nếu Tịnh Tông chủ đồng ý thì đồng nghĩa với việc, trong tương lai Tịnh Tông chủ sẽ trấn thủ Thư viện Quan Huyên, mà có cô ta giúp đỡ và giám sát. Vũ trụ quan huyên sẽ trở nên ngày càng tốt hơn. Một hòn đá trúng hai con chim. Tịnh Tông chủ nhìn Diệp Quân, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Tịnh Tông chủ biến mất cách đó không xa, Diệp Quân trầm mặc trong chốc lát, sau đó xoay người biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở Kiếm Tông. Khi hắn quay về Kiếm Tông, lúc này người trong tổng viện của Thư viện Quan Huyên đã bị Lý Bán Chi cho giải tán hết. Toàn bộ Thanh Châu dần dần trở lại bình thường. Từ Nhu và Từ Thụ lập tức đến bên cạnh Diệp Quân, Từ Nhu khẽ nói, không sao chứ. Diệp Quân gật đầu. Từ Nhu đột nhiên đấm một quyền vào bụng Diệp Quân. Cơ thể Diệp Quân cong xuống, tỉ. Từ Nhu nhìn hắn chằm chằm, hai mắt ửng đỏ, tự sát vui vậy sao? Diệp Quân cười khổ. Từ Thụ đi đến trước mặt Diệp Quân. Nhẹ giọng nói, lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa. Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Nhu nói, tiếp theo có dự định gì không? Diệp Quân nói, ta muốn đến khu vực thần hư, đi đến đó xem thế nào. Dù mục đích của người phụ nữ đó là gì, hắn phải đưa Dương Dĩ An về. Trò chuyện với Từ Nhu và Từ Thụ một lát, hắn đi đến giữa tinh không, cách đó không xa là Lý Bán Chi. Diệp Quân khẽ nói, gì Lý? Thiên Thiên muội ấy. Lý Bán Chi trầm giọng nói, đi rồi. Diệp Quân im lặng. Lý Bán Chi thấp giọng thở dài, lẽ ra ta nên nói trước cho con biết chuyện của tộc Thiên Long. Thật ra, không chỉ tộc Thiên Long, trong thư viện chúng ta bây giờ, xuất hiện không ít tập đoàn lợi ích. Diệp Quân gật đầu, con sẽ xử lý tốt việc này. Hắn sẽ không để những vấn đề này cho thế hệ tiếp theo giải quyết. Lý Bán Chi gật đầu. Không phải chúng ta không muốn xử lý bọn họ, mà muốn hoàn thiện quan huyên pháp, hoàn thiện trật tự của chúng ta,
bất kể tông môn hay thế gia cũng phải tuân theo nó. Quả thật, mới đầu bà ấy cầu xin tha thứ cho tộc Thiên Long, nhưng thật ra bà ấy cũng đã lên kế hoạch từ trước, nếu Diệp Quân bỏ qua cho tộc Thiên Long, bà ấy sẽ từ chức, bởi một khi đã bỏ qua cho tộc Thiên Long thì đồng nghĩa với việc, quan huyên pháp và trật tự Diệp Quân khổ cực thiết lập sẽ mất uy tín. Tộc Thiên Long phạm vào tội tày trời như vậy, nhưng chỉ vì có quan hệ với Diệp Quân, mà được đặc xá. Tất cả mọi người trong vũ trụ quan huyên, ngoài miệng không nói gì, nhưng bên trong thì sao? Những thế gia tông môn kia cũng sẽ rối rít bắt trước, người xem, chỉ cần quan hệ của các ngươi đủ bền chặt, dù ngươi có làm phản, cũng không bị trừng phạt. Một khi cánh cửa này đã mở ra, thì không thể đóng lại được nữa. Vì không ai tin. Lý Bán Chi nhìn Diệp Quân, trong mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, do dự một lát, sau đó nói, có cần ta điều tra xem nó đang ở đâu không? Diệp Quân nói, không cần, con biết cô ấy ở đâu. Nói xong, hắn xoay người nhìn sang bên phải, không biết nhìn thấy gì, trên mặt hiện lên nụ cười. Mà giữa lông mày hắn, có luồng ánh sáng vàng lóe lên. Lát sau, Diệp Quân đi đến một căn nhà tranh. Trong nhà tranh có một thiếu niên trẻ đang nằm trên giường. Chính là Phó Cát. Bên giường, là Thím Kiều với vẻ mặt đờ đẫn, giống như đất sét. Ngô Ngưng cũng ở đây, sau khi Dương Dĩ An rời đi, cô ấy vẫn ở bên cạnh Thím Kiều, bởi cô ấy nhìn ra được, Thím Kiều đã không còn ý nghĩ muốn sống nữa. Thấy Diệp Quân đi đến, Ngô Ngưng hơi giật mình, cô ấy do dự, rồi nói, viện trưởng. Diệp Quân gật đầu, vất vả rồi. Ngô Ngưng nhìn hắn, không nói gì, rồi lui ra ngoài. Diệp Quân chậm rãi đi đến cạnh giường, Thím Kiều nhìn thấy Diệp Quân, đột nhiên mỉm cười, viện trưởng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, Thím Kiều. Thím Kiều bỗng đứng lên, cười nói, viện trưởng, để ta làm bánh bao cho cậu lần cuối nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Thím Kiều mỉm cười, rồi đứng dậy nhào bột, động tác bà ấy rất thành thạo. Không lâu sau. Một lồng bánh bao nóng hổi đã hấp xong, bà ấy cẩn thận từng ly từng tí bưng đến cho Diệp Quân, nhếch miệng cười nói, thử đi. Diệp Quân cầm một cái bánh bao lên nếm thử, sau đó cười, ngon lắm ạ. Thím Kiều ngồi xuống, mỉm cười, sau đó nhìn Phó Cát cách đó không xa, nhẹ giọng nói, trước đây dù có khó khăn đến đâu, thì cuộc sống vẫn còn hy vọng, chỉ là khổ cho thằng bé, bởi vì cha nó mất sớm, nên, từ nhỏ nó đã không có cha. Khi còn bé phải chịu nhiều ánh mắt khinh thường. Nhưng đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, từ khi lên 6 tuổi đã bắt đầu giúp ta làm việc, cũng rất cố gắng, còn nói chờ khi nó có năng lực, nó sẽ mở một tiệm bánh bao lớn nhất Thanh Châu cho ta. Vừa nói, nước mắt vừa trào ra, nhưng bà ấy vẫn cười, đứa nhỏ ngốc nghếch này, muốn mở tiệm bánh bao lớn nhất Thanh Châu cho mẹ, nó muốn làm mẹ nó mệt lả cả người sao. Diệp Quân yên lặng ăn bánh bao, không nói gì. Thím Kiều lau mặt nói, những năm này, tuy nghèo nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, người duy nhất ta thấy có lỗi là tên bán thịt, ông ấy thật ngốc, mỗi lần ta đến chỗ ông ấy mua thịt, lúc nào cũng cho ta thịt ngon nhất, lấy ít tiền nhất, mỗi lần ta từ chối, ông ấy đều không nói gì mà chỉ cười ngây ngô, ta lúc nào cũng cười ông ấy, sao trên đời này lại có người đàn ông ngốc như vậy? Vừa nói, bà ấy vừa cười, nhưng những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Đột nhiên, dưới gầm bàn, chẳng biết từ lúc nào trong tay bà ấy lại có con dao bếp sắc nhọn, hai tay bà ấy cầm dao đâm mạnh vào bụng mình, nhưng lúc này, một vật cản vô hình đã chặn con dao lại. Thím Kiều chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân đang ngồi phía đối diện, nhẹ giọng nói, viện trưởng, sống tiếp, không có hy vọng nữa rồi. Không biết từ bao giờ mà mặt Diệp Quân đã đầy nước mắt, hắn mỉm cười, có. Thím Kiều hơi ngơ ngác. Diệp Quân bỗng đứng dậy đi tới bên cạnh Thím Kiều, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy con dao làm bếp của bà ấy, nắm lấy tay bà ấy, đi tới bên cạnh Phó Cát, hắn khẽ nói, cô. Thời không bên cạnh Diệp Quân bỗng bập bềnh như sóng nước, sau đó một người phụ nữ mặc váy trắng chậm rãi bước ra. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, hắn lau nước mắt trên mặt cong môi cười, cô, lần này con không gây họa. Người phụ nữ váy trắng nhìn hắn, có gây họa cũng không sao. Nhưng có gây họa thì phải làm lớn một chút, hiểu chưa? Diệp Quân cảm thấy ấm áp, vâng, lần sau con sẽ gây họa lớn một chút cho cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Phó Cát đang nằm trên giường,
bà ấy đi đến bên giường, giơ tay phải khẽ chạm vào, xung quanh xuất hiện vô số mảnh vỡ linh hồn, những mảnh vỡ linh hồn này lập tức biến thành một chùm sáng đi vào giữa trán Phó Cát. Sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Phó Cát lập tức bắt đầu hồi phục huyết sắc với tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Quân nở nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, Thím Kiều cảm thấy như mình đang mơ, đột nhiên chạy đến bên cạnh Phó Cát, hai tay nắm chặt lấy tay Phó Cát, run giọng nói, có hơi ấm rồi, có hơi ấm rồi. Bà ấy vui mừng đến mức nói không rõ ràng, dường như nghĩ đến điều gì, bà ấy quay người nhìn lại nhưng lúc này Diệp Quân và người phụ nữ váy trắng đã biến mất. Thím Kiều ngây người. Diệp Quân dẫn người phụ nữ váy trắng đến trước thư viện Quan Huyên, cũng là trước bức tượng của hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn người phụ nữ váy trắng, khẽ nói, cô, làm phiền người rồi. Người phụ nữ váy trắng giơ tay lên gõ nhẹ một cái, thoáng chốc thời không chỗ họ trở nên kỳ lạ, chẳng mấy chốc Diệp Quân phát hiện mình đã không còn ở thời không ban đầu. Hắn đang đi ngược quang âm. Không lâu sau xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Diệp Quân đang định hỏi gì đó, lúc này hắn bỗng quay đầu nhìn lại, có một người đàn ông thô kệch bước đến bên này từ cách đó không xa. Người đến là người bán thịt. Diệp Quân sửng sốt. Một lúc sau, một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt người bán thịt. Người bán thịt sửng sốt, nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt người đàn ông. Ông ta vô thức đặt tay phải lên con dao của ở thắt lưng, lúc này người đồ đen bỗng vung tay lên. Thế nhưng người bán thịt lại không có phản ứng. Người đồ đen nhíu mày, lại vung tay lên. Người bán thịt vẫn không có phản ứng. Người đồ đen cực kỳ ngạc nhiên. Ngay lúc này gã bỗng bốc cháy. Người đồ đen mặt đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin được. Người bán thịt giật mình, vội lùi về sau mấy bước, cực kỳ sợ hãi. Chẳng mấy chốc người đồ đen đó biến thành tro tàn. Người bán thịt hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này Diệp Quân bỗng xuất hiện trước mặt người bán thịt. Nhìn thấy Diệp Quân, người bán thịt hơi ngạc nhiên, Diệp công tử. Diệp Quân mỉm cười, mau về nhà đi. Người bán thịt do dự một chốc, sau đó nói, ta muốn gặp viện trưởng, nói. Diệp Quân dịu giọng nói, viện trưởng đã biết chuyện của Tiểu Cát, ông mau về nhà đi, Thím Kiều đang đợi đấy. Người bán thịt quay đầu nhìn bức tượng của Diệp Quân cách đó không xa, khi nhìn thấy bức tượng của Diệp Quân, ông ta sửng sốt, lập tức nhìn Diệp Quân ở trước mặt. Hai người giống hệt nhau. Người bán thịt như hiểu ra điều gì, bỗng quỳ xuống đất, vội dập đầu, viện trưởng đại nhân, ta, dập đầu với cậu. Diệp Quân khom người đỡ người bán thịt đứng dậy, hắn mỉm cười nói, mau về nhà đi, họ đang đợi ông đấy. Người bán thịt gật đầu, ừ. Nói rồi ông ta xoay người chạy đi, đi được nửa đường thì bỗng dừng lại, sau đó xoay người lại nhìn Diệp Quân rồi lại quỳ xuống, dập đầu với Diệp Quân, lúc này mới đứng dậy, xoay người chạy đi. Diệp Quân khẽ nói, cô, bây giờ ông ấy không còn ở thời không đó của chúng ta, ông ấy. Hắn còn chưa nói hết câu, lúc này một phù ấn màu vàng bí ẩn bỗng xuất hiện trong thời không này, ngay sau đó cơ thể người bán thịt cách đó không xa đột nhiên trở nên hư ảo, sắp bị cưỡng ép xóa bỏ. Lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng giơ tay ra nhẹ nhàng nghiền nát, phù ấn vàng bí ẩn đó bị bà ấy bóp nát. Cơ thể người bán thịt ở phía xa lập tức khôi phục bình thường. Không chỉ vậy, quỹ đạo thời gian của ông ta cũng trở lại giống như hiện tại. Quá khứ và hiện tại dung hợp hoàn toàn. Đây không phải là chỉnh sửa, mà là sự dung hợp hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại, đã vượt qua cái gọi là quá khứ và hiện tại, cũng vượt qua không gian và thời gian. Nói một cách đơn giản, với bà ấy quá khứ, hiện tại và tương lai đã không còn tồn tại nữa. Bà ấy vượt qua hết mọi thứ, hơn nữa cúi nhìn tất cả với góc độ của thần. Không nằm trong bất kỳ hạn chế nào nữa. Lúc này Diệp Quân không biết điều này có nghĩa là gì, mãi cho đến một ngày khi đứng ở một độ cao nhất định, hắn mới nhận ra một thao tác ngẫu nhiên của cô mình đã ảnh hưởng đến cả vũ trụ rồi. Đỉnh cao. Lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng nghiền nát phù ấn màu vàng đó rồi đưa đến trước mặt Diệp Quân cầm lấy. Diệp Quân khó hiểu, nhưng hắn vẫn đưa tay ra nhận lấy phù ấn màu vàng, ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi. Bởi vì phù ấn màu vàng biến thành tia sáng vàng đi vào trong lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn cảm nhận được có một dòng dung nham đi vào cơ thể, cơn đau nhói lập tức truyền khắp cả thân,
chỉ thoáng chốc khuôn mặt của hắn vặn vẹo đến mức thay đổi hình dạng. Sau khi phù ấn màu vàng đi vào cơ thể hắn thì biến thành vô số năng lượng màu vàng tản ra khắp tay chân và xương cốt hắn. Một lúc lâu sau, Diệp Quân cảm thấy cơn đau rát đó dần biến mất, hắn ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ váy trắng, hơi ngờ vực hỏi, cô. Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, đây là cái giá phải trả. Diệp Quân khẽ nói, cái giá cho việc cứu người sao? Người phụ nữ váy trắng gật đầu nói, thứ vừa rồi là một kiểu luật pháp, bây giờ nó tồn tại trong cơ thể con, sau này sẽ gây ra rất nhiều hạn chế cho con phải dựa vào năng lực của mình mới có thể loại bỏ nó, con hiểu không? Diệp Quân gật đầu, hiểu ạ. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, còn nhớ ta từng nói với con những gì không? Diệp Quân gật đầu, nhớ ạ, cô nói thế giới này không thể nào tốt đẹp mãi được, cũng sẽ có những tiếc nuối. Người phụ nữ váy trắng nói, lần này sở dĩ ta ra tay là vì con biểu hiện rất tốt, ta có thể cho phá vỡ quy tắc cho con một ngoại lệ, nhưng con phải tự mình gánh chịu cái giá của nó. Diệp Quân mỉm cười nói, tất nhiên rồi ạ. Người phụ nữ váy trắng đang muốn nói gì đó, nhưng lúc này bà ấy đột nhiên quay đầu lại, ngay sau đó bà ấy cau mày rồi vung tay áo lên, thoáng chốc thời không cách đó không xa bỗng rung lên, một dòng máu từ từ tràn ra từ trong đó. Diệp Quân ngờ vực, đây là... Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, con kiến thôi. Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng bỗng nói, đi rồi. Diệp Quân vội nói, cô, trước kia chủ nhân bút đại đạo từng nói luật pháp vũ trụ gì đó, đó là gì ạ? Người phụ nữ váy trắng nói, chẳng là gì cả. Nói rồi bà ấy biến mất. Diệp Quân. Lúc này thời không chỗ hắn đứng bỗng trở nên hư ảo, không lâu sau hắn quay lại thời không ban đầu. Nhìn thế xung quanh trống không, Diệp Quân lắc đầu, cô nói đi là đi. Như nghĩ đến điều gì, hắn bỗng xoay người biến mất khỏi đó, lúc xuất hiện lại lần nữa, hắn đã đi đến trên phố. Lúc này hắn lại khôi phục dáng vẻ gương mặt trước đó. Thanh Châu đã bình yên trở lại. Nhưng người trên phố vẫn còn đang bàn tán về những chuyện đã xảy ra trước đó, bây giờ sự việc về kiếm tông ở Thanh Châu đã lan rộng khắp vũ trụ Quan Huyên. Mặc dù cuộc thi Vạn Châu không phải là cuộc thi cấp cao nhất trong vũ trụ Quan Huyên, nhưng chắc chắn là một cuộc thi có số lượng người tham gia đông nhất, đây cũng là giấc mơ cả đời của rất nhiều người trẻ tuổi trong vũ trụ Quan Huyên. Tất nhiên mục tiêu của đa số người trẻ không phải là để giành vị trí đứng nhất. Chỉ cần có thể lọt vào top 30 người đứng đầu thì cũng đã là vinh dự cao nhất với họ rồi. Dù sao đây cũng là cuộc thi Vạn Châu, rất nhiều thiên tài tụ tập lại, cho dù lọt top 50 cũng đã là vô cùng yêu nghiệt rồi chứ đừng nói gì đến top 30. Rất nhiều người trẻ tuổi cố gắng phấn đấu hy vọng có cơ hội tỏa sáng trên sân, mang lại vinh quang cho gia tộc mình, đồng thời giành được cơ hội cho bản thân. Cuộc thi tỷ võ này lại gian lận. Đây chắc chắn là điều mà tất cả mọi người đều không cho phép. Lúc này Diệp Quân vẫn chưa phát hiện, sau khi trải qua chuyện của Kiếm Tông, uy danh của hắn ở vũ trụ Quan Huyên bắt đầu tăng lên. Thật ra trước đó mọi người vẫn vô thức xem hắn là thiếu chủ chứ không phải là viện trưởng. Nhưng sau chuyện này, người ở vũ trụ Quan Huyên đã vô thức xem hắn là viện trưởng chứ không phải thiếu chủ. Diệp Quân đi được một lúc thì đến Tiên Bảo Các, bây giờ Tiên Bảo Các cũng đông vui như trước. Sau khi nộp 10 linh tinh, hắn đi đến nhà ăn, lần này hắn gắp cho mình 10 cái bánh bao. Vẫn là vị trí trước đó nhưng đối diện với hắn lại chẳng có ai. Diệp Quân đặt kiếm trật tự lên bàn, hắn cầm một cái bánh bao lên cắn một miếng, nhìn kiếm trật tự đó, không nói gì. Mặc dù hắn và Dương Dĩ An gặp nhau là một cái bẫy, nhưng hắn biết Dương Dĩ An cũng là một người bị hại, cô bé không phải là Nhất Điện Chủ. Hắn không quên những gì từng đồng ý với cô bé, sau này viện trưởng nhất định sẽ gặp cô bé. Lúc này, một ông lão mặc áo bào đen bỗng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, cau mày nói, sao ngươi lại tới đây? Người nói là quản sự Triệu Dã, cũng là quản sự của Tiên Bảo Các đã đuổi hắn và Dương Dĩ An đi lúc trước. Diệp Quân nhìn quản sự Triệu Dã, mỉm cười nói, ta đưa tiền rồi. Quản sự Triệu Dã lắc đầu. Không liên quan gì đến tiền cả, Tần Nhiễm tiểu thư sắp đến. Nói đến đây ông ta bỗng nhìn ra cửa, một cô gái mặc váy dài đỏ chậm rãi bước đến. Chính là tiểu thư nhà họ Tần, Tần Nhiễm.
nhìn thấy Tần Nhiễm, sắc mặt Triệu Dã thay đổi, vội nhìn Diệp Quân, sầm mặt nói, mau cút đi, đừng để Tần Nhiễm tiểu thư nhìn thấy ngươi, ảnh hưởng đến việc ăn uống của cô ấy. Diệp Quân chỉ im lặng nhìn sang Triệu Dã. Thấy hắn không có động tĩnh gì, trong mắt ông ta thoáng qua vẻ âm u, phẩy tay gọi hai thị vệ Tiên Bảo Các đi tới. Triệu Dã dùng ánh mắt ra hiệu về phía Diệp Quân, tay còn làm động tác cắt cổ. Tuy vũ trụ Quan Huyên nằm dưới sự ước thúc của Quan Huyên Pháp, nhưng quản sự như ông ta muốn im hơi lặng tiếng xóa sổ một người nào đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên quan trọng nhất là không bị lộ tẩy, nhưng cho dù có thì chỉ cần đối phương không có chống lưng thì chỉ cần chút tiền là có thể giải quyết hết. Hai thị vệ bước tới, nhưng vừa đến gần Diệp Quân thì bị thứ sức mạnh vô hình định thân tại chỗ. Làm cả hai hốt hoảng. Triệu Dã nhíu mày khi thấy hai thị vệ bất động tại chỗ, vừa mở miệng thì Tần Nhiễm và một người thanh niên mặc áo gấm đã đi đến. Triệu Dã chỉ đành tức tối chừng Diệp Quân rồi bày ra vẻ nịnh hót chào hỏi Tần Nhiễm, Tần tiểu thư, Tần công tử. Tần Nhiễm gật đầu lại, thấy Diệp Quân thì khẽ cau mày. Cô ta không có mặt trong đại chiến kiếm tông nên không chứng kiến được quá trình hắn khôi phục diện mạo. Triệu Dã thấy Tần Nhiễm như vậy thì trong lòng đánh cái thịch, sát ý dành cho Diệp Quân lại càng nhiều hơn. Tần Nhiễm mở miệng, thật là trùng hợp. Diệp Quân không đứng lên, chỉ cười đáp, ghế này cũng không dành cho Tần tiểu thư rồi. Tần Nhiễm cong môi, thì đã sao? Chỉ cần ta muốn thì bất kỳ vị trí nào cũng là của ta, cho dù đã có người ngồi. Ngươi có tin không? Diệp Quân lắc đầu, không. Tần Nhiễm nhàn nhạt nhìn Triệu Dã, ông ta lại chẳng mừng rỡ mà vội vàng đi lấy một tấm thẻ màu đỏ, chắn ngang trước mặt Diệp Quân, từ giờ trở đi, chỗ ngồi này là của Tần tiểu thư. Tần Nhiễm cười, trong mắt ta, người đến cả tư cách nói chuyện với ta còn không có, nói gì đến cạnh tranh với ta, nên ta cũng không thèm tranh giành với ngươi làm gì. Hạng dưới đáy xã hội như ngươi. Cô ta kề sát ngón cái và ngón trỏ lại, chẳng khác gì một con kiến. Chỉ cần ta thích là có thể bóp chết một cách dễ dàng. Đừng nhìn ta như vậy, tính ta thích nói thẳng thế đấy, không muốn nghe thì cũng dáng mà chịu. Diệp Quân chỉ nhàn nhạt liếc sang. Triệu Dã thì cả giận quát lên với hai thị vệ còn bị định thân, còn đứng đó làm gì? Mau bắt hắn lại. Nhưng bọn họ không nhúc nhích được. Tần Nhiễm nhíu mày. Bỗng hàng loạt thị vệ Tiên Bảo Các ùa vào từ bên ngoài, ai nấy đều mặc giáp đen. Tay cầm thương vàng, tỏa ra sát ý ngùn ngụt. Đi đầu là Chu Vũ. Sự xuất hiện của họ khiến những người có mặt ngạc nhiên. Tần Nhiễm thấy Chu Vũ thì thoáng ngẩn ra rồi nở nụ cười lấy lòng. Tuy Chu Vũ còn chưa chính thức trở thành Tổng quản Tiên Bảo Các Thanh Châu nhưng đó là chuyện sớm muộn thôi. Tổng quản, không phải là thứ mà tên lông bông Triệu Dã có thể bằng được. Tần Nhiễm đon đả chào đón, Chu quản sự. Nào ngờ Chu Vũ quắc mắt chừng cô ta, dậm chân thật mạnh cút. Làm Tần Nhiễm hóa đá. Những người khác còn ngơ ngác, lại thấy Chu Vũ quỳ xuống trước mặt Diệp Quân, lắp bắp gọi, viện trưởng. Viện trưởng. Hai chữ này khiến đại sảnh im phăng phắc. Đây là viện trưởng ư, những người khác tròn mắt khó tin. Sau đó dung mạo Diệp Quân dần thay đổi trước mặt họ. Sau khi hoàn toàn trở về trước kia thì Triệu quản sự như bị sét đánh vào đầu, sụi lơ ra đất. Sắc mặt Tần Nhiễm thoát cái tái mét, thanh niên áo gấm kế bên cũng nhũn cả chân. Viện trưởng thật. Nhà họ Tần thế là xong rồi. Đây là những gì gã nghĩ lúc đó. Diệp Quân nói với Chu Vũ và các quan huyên vệ đang quỳ, đứng lên đi. Bọn họ làm theo. Chu Vũ liếc nhìn huynh muội Tần Nhiễm và Triệu Dã, hỏi, mấy người này? Thấy mặt Tần Nhiễm trắng bệch đầy hoảng sợ, Diệp Quân nói, ăn nói hỗn hào nhưng không làm gì xấu, phạt nhẹ. Rồi quay sang Triệu Dã, vì chuyện nhỏ nhặt mà nổi sát ý, đại ác nhân, lập tức xử tử. Lập tức xử tử. Triệu Dã vừa nghe xong đã ngất xỉu. Diệp Quân đứng dậy, bâng quơ hỏi Chu Vũ, danh tiếng nhà họ Tần ở Thanh Châu thế nào? Ông ta đáp, Tần lão gia tử rất tốt bụng, thường ngày quản con cháu rất nghiêm. Nhưng viện trưởng cũng biết thế gia đại tộc lắm người, cũng khó tránh khỏi vài thành phần. Diệp Quân gật đầu, ta xuất thân thế gia nên không có ác ý gì với họ.
họ muốn phát triển là điều có thể hiểu, nhưng tuyệt đối không được dung túng cho con em ngang ngược, ỷ thế hiếp người. Nói nhà họ Tần đưa hai người này về dạy dỗ lại, thư viện và tiên bảo các sẽ không trả thù, không phải lo. Chu Vũ gật đầu, vâng. Diệp Quân lại nói, tiên bảo các Thanh Châu sau này giao cho ông. Trông chừng nó giúp ta, đến ngày ta trở lại. Chu Vũ mừng rơn, lập tức hành lễ, viện trưởng yên tâm, Chu Vũ ta tuy ham công danh lợi lộc nhưng biết nên và không nên làm gì. Diệp Quân gật đầu, ham công danh không có gì xấu, chỉ cần làm việc tốt là được. Rồi nhấc chân đi. Chu Vũ và những người khác hành lễ. Đến đây, Tần Nhiễm cũng không trụ nổi nữa mà ngã ngồi ra đất. Người nhà họ Tần nhanh chóng tìm đến đưa cả hai về, gia chủ còn đích thân đến tặng quà hậu hĩnh. Trong điện, Tần Lập hành lễ với Chu Vũ, Chu chủ sự, lão hủ đã hay chuyện trong đại điện, cảm ơn chủ sự đã ra mặt nói đỡ, bằng không nhà chúng ta. Ôi! Chu Vũ thấy chiếc nhẫn đặt trên bàn thì lắc đầu, ta chỉ có sao nói vậy thôi. Ta và Thành Thanh Châu đều biết nhân phẩm Tần gia chủ thế nào, thật sự không cần phải vậy. Tần Lập thở dài, đúng là gia môn bất hạnh, suýt nữa đã gây họa ngập trời cho gia tộc. Chu Vũ hỏi, Tần gia chủ có biết vì sao viện trưởng tha cho hai con em nhà ông không? Tần Lập do dự, mong Chu chủ sự giải đáp cho. Chu Vũ, viện trưởng cố tình để cho các thế gia tông môn nhìn thấy. Từ sau sự kiện kia, những thế lực đó ở vũ trụ quan huyên đều bắt đầu cảm thấy lo sợ, cho rằng viện trưởng và nội các có ác cảm với họ. Viện trưởng làm vậy là muốn nói chỉ cần bọn họ tuân theo quan huyên pháp thì sẽ bình an. Tần Lập thì thầm, ra là thế. Chu Vũ nhìn ông ta, thế gia và tông môn là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng không một thế lực nào muốn chuyện của tộc Thiên Long tái diễn. Việc ấy đã cảnh tỉnh rất nhiều thế lực, mà thư viện chắc chắn sẽ hành động. Tần Lập lắc đầu cười, nhà họ Tần chúng ta không có dã tâm đó, chỉ cần sống an nhàn một bên là đủ rồi. Chu Vũ gật đầu rồi đẩy chiếc nhẫn trên bàn về lại cho đối phương, Tần gia chủ mang về đi thôi. Tần Lập vừa mở miệng thì nghe ông ta nói tiếp, nếu ta nhận thì ông đang hại ta đó. Tần Lập lưỡng lự một hồi rồi đành thi lễ, nhà chúng ta không bao giờ quên ân tình của Chu chủ sự. Rồi thu nhẫn về, rời đi. Chu Vũ nhắm mắt lại, ông ta ham công danh lợi lộc, nhưng lợi ích trước mắt chưa bao giờ là thứ ông ta muốn. Ông ta muốn phải đi xa hơn nữa. Chấm chấm chấm. Rời khỏi Tiên Bảo Các, Diệp Quân dạo bước trên đường. Hắn đi ngang một tiệm bánh bao đang cực kỳ náo nhiệt, với cột gỗ hai bên dán đôi câu liễn mừng, hôm nay vui mừng thành giai ngẫu ngày lành tháng tốt kết lương duyên cùng hoành phi xứng đôi vừa lứa phía trên. Bốn phía dán chữ hỉ đỏ thắm. Trước tiệm bánh bao là mười mấy bàn tiệc rượu, chiêu đãi tiểu thương xung quanh. Thím Kiều và người bán thịt bước ra trong tiếng reo hò. Hôm nay cả hai đều mặc đồ đỏ tươi, người bán thịt trông vui vẻ vô cùng, lâu lâu lại liếc nhìn Thím Kiều. Theo phong tục, cô dâu chú rể phải lại từng bàn mời rượu. Họ đi đến đâu cũng bị người khác trêu ghẹo vài ba câu khiến ai nấy đều cười to vô cùng vui vẻ. Mời rượu xong, họ trở về ghế ngồi. Sau đó Phó Cát đi ra, tuy trông còn tiều tụy nhưng đang cười rất tươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.